Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư vị thầy trước chúng tôi học cơ bản Phật học, vị thượng tọa đó là vị thượng tọa tên là Thiện Thông, qua bên Đức cái rồi thăm sao bị mất bên Đức luôn, tội nghiệp. Ông nói buổi sáng tôi dậy tôi công phu sớm á, tôi nhìn ra cửa sổ tôi thấy hai con chó nó đang chạy, chó đực chó cái nó đang chạy xong cái tôi thấy cái bóng, lúc đó tâm ngày thanh tịnh hay sao, thiên nhãn mở hay sao, ông thấy cái bóng cũng hơi xám xám đen chạy nhập vô hang chó, rồi hang chó dính lẹo luôn. Là cái Phật tánh của con chó này nó duyên với cái pháp nhơ nhiễm tưởng là si ái, cho nên nói hai con chó nó hợp với cái tần số nó chạy vô làm chó mất. Gọi là tâm con chó này Phật tánh là thân duyên duyên, rồi cái nghiệp ái đó mà si mê đó nó hợp với hai con chó đực và chó cái đồng tần số, cho nên nó chạy vô nó nhập nó làm chó luôn. Nhưng mà nếu lỡ lúc đó mà con chó này á nó khởi lên một cái niệm si mê mà còn sân hận tột cùng như bà mẹ của Mục Kiền Liên thì sao? Bà Thanh Đề đó, bà duyên với cái tâm sân bực bội tức tối hỷ bán chư tăng mà còn tham, cho nên bà đọa địa ngục làm loài quỷ đói. Tuy rằng bà có Phật tánh nhưng mà nó duyên với cái pháp ác, cho nên bà phải đọa lại. Hạng phàm phu chúng ta nếu không có một cái duyên ở một cái cảnh thanh tịnh gần gũi chư tăng thầy sáng bạn hiền, hàng ngày hàm dưỡng thúc liễm thân tâm, mà Ấn Tổ nói là gì, tìm một chỗ chân thật có đại chúng đó chuyên tu tịnh độ, chết sạch hết vọng động, giữ lòng khiêm hạ, chuyên tu tịnh nghiệp, một đời này lúc lâm chung có đại chúng bên cạnh hộ niệm cho mình vãng sanh. Lấy cái duyên là nơi sở duyên duyên của ta bà này làm cái bàn đạp nhịp cầu giao cảm để về Tây Phương Cực Lạc. Phàm phu mình làm được không? Được. Còn nếu bạn trở về thân duyên duyên, thể tánh thanh tịnh của mình sống với nó như mò trăng đáy nước, trăng trên trời mà mò dưới nước tìm không thấy, kẻ mơi mờ lặn nước mò trăng, trăng đâu chẳng thấy, bị nước quăng đắm chìm, tìm không ra được cái thân duyên duyên này, mà muốn thì phải khổ đau như ngài Huệ Khả, chết lên chết xuống quá khổ. Bởi vì khi mà mình khởi lên vọng niệm rồi, nó nhập mình là một, nó nhập vô là một, không tách nó ra được. Cũng như quý vị mà khởi lên niệm ái mà thành khối rồi, là quý vị tư tưởng ái rồi là bắt đầu là gì, ý ái rồi là khẩu ái, rồi bắt đầu là tâm thân ái, tâm thân dâm, là nó hành thôi, chứ không có thể nào cự nó lại nổi hết. Nó mạnh mà ngàn con trâu kéo không lại. Mà nếu hàng ngày mà không có đề khởi câu Phật hiệu để mà gì làm cho nó nguội lạnh xuống và nó im xuống đó, thì lúc mà nó thành khói là quý vị chết với nó. Cũng như mình thành khói cái tâm ái cho mình chui vô bụng mẹ đó. Nghiệp lực bất khả tư nghì, tâm lực bất khả tư nghì, Phật lực bất khả tư nghì, pháp lực bất khả tư nghì. Mà chúng sanh không tin vào pháp lực Phật lực
Cho nên nương vào nghiệp lực, cho nên đọa lạc khổ đau, không cùng tận, nói không nên lời, khổ không nên lời, kêu trời không thấu. Cho nên thành ra ông tổ mới nói, cái người mà trước trời giao cho họ một việc lớn, phải hành cho họ khổ đau lên bờ xuống ruộng, khổ phải nói không nên lời, thì lúc đó trời mới giao việc lớn. Đó là Ngài nói về cái việc mà trời. Nhưng mà nói sâu vào trong tâm địa là mình, cái nhân ác mình tạo rồi á, bây giờ nó gặp cái duyên ác rồi, nó sanh ra cái quả ác để cho mình khổ, để cho mình tỉnh ngộ ra. Mà nếu người đó gặp cái duyên ác, cái quả ác nó tới rồi mà người ta không gặp được Phật Pháp, phải đọa lạc thẳng luôn. Bởi vì họ khởi niệm ác lên rồi tiếp tục họ tạo cái nhân ác nữa là họ đọa lạc rất nhanh. Còn cái người mà gặp cái cảnh khổ, cảnh ác đến với họ rồi, họ biết niệm Phật họ qua, thì họ cảm ơn cái ác đó và họ thấy cái kiến hiệu của cái Pháp Phật màu nhiệm, nhờ cái ác đó mà họ mới tấn tu đạo nghiệp. Cho nên có một cái lá thư, cái ông đó ở trong tù, ông than khổ quá rồi, ông tổ mới nói, trời ơi, ông than khổ cái gì, ông ở trong đó, ông đang bế quan sướng quá, khổ gì. Người ta bưng cơm rồi cho ông ăn. Ông không phải tiếp duyên cảnh bên ngoài, hàng ngày ông niệm Phật, ông coi kinh, ông nhập thất 3 năm, ông cứ nói, ông ở tù 3 năm là ông nhập thất 3 năm đi. Thì cuối cùng ông đó, ông cảm được lời của tổ, ông ra thất gọi là xuất sư luôn, như là ở trong đó là bế quan luôn. Cái đó là trí tuệ của Ngài siêu phàm, có nói là nói cái gì cũng thông được hết. Thực sự hôm nay chúng tôi nói là không có dùng cái ngôn từ gì mà có thể tán thán được cái bộ văn sao này. Chúng tôi chỉ nói một câu là nó có giá trị đến 9.000 năm mặc pháp. Bước đầu mình coi vào mình thấy y như là người nói người ta, chả dính dáng gì đến mình. Mình nhìn kỹ lại cái ngôn ngữ Ngài nó khéo léo bằng cách gì đâu mà nói ra chúng ngay tim đen mình luôn. Ngài nói làm sao? Ngài nói rằng là Ngài ở tại trên chùa Pháp Vũ đó đó. Kẻ thường tàm là Ngài nói là thường hổ thẹn với mình. Kẻ bất huệ này ở tại nơi Pháp Vũ 30 năm chả làm nên trò chống gì, không giữ chức vụ gì, thẹn vì nghiệp sâu dày, hằng ngày chỉ tha thiết niệm Phật, mong Phật Di Đà đến tiếp dẫn sớm để đới nghiệp vãng sanh. Đại Thế Chí Bồ Tát nói, nghe đến đây là tâm mình phủ phục xuống liền, không còn một chút xíu cống cao ngã mạn, khoe khoe tự đắc. Tự nhiên mình bị cái văn phong của Ngài phục mình liền. Mà đọc phải nhiều lần á, nó mới có cái hiệu lực. Bởi vì cái nội hàm của Ngài, cái sở chứng của Ngài đó phục nghiệp mình được. Còn mình làm theo cái kiểu mình hằng ngày mình sống theo cái tư tưởng của mình niệm dâm ba câu thì thôi rồi, không chịu nổi với nó. Mà cái người đó người ta coi vô lâu ngày, họ thấy cái tâm họ chướng ngại gì là trong đó có luôn, xuất hiện luôn. Vừa khởi niệm lên là mình muốn làm cái gì đó, là mình đọc vô kêu thôi đừng có danh lợi ngang, mình chết sạch liền. Cho nên cần phải có lời dạy cổ thánh tiên hiền kè kè bên cạnh. 3 ngày không đọc là Bồ Đề Tâm thối chuyển. Đọc rồi mình tìm mọi cách làm sao để giới thiệu mọi người, giới thiệu bằng cái tấm lòng cung kính chân thật với họ, làm bằng mọi phương tiện. Khi đọc bộ sách hay đó là bằng mọi phương tiện, làm ra máy, in ra sách, vân vân, bằng mọi thứ. Mình không có tiền là mình giới thiệu cho mọi người. Công đức này gọi là công đức pháp thí lợi tha, thì nó mới gieo được cái nhân của trí tuệ. Mà người không có trí tuệ là người si mê, hưởng phước si mê, sống trong si mê là người khổ đau nhất. Thân duyên duyên, vô gián duyên. Lắng nghe chỗ vô gián duyên quan trọng. Sở dĩ người đó họ niệm Phật thành tựu là Hòa Thượng Tịnh Không nói là họ đạt được cái vô gián duyên. Thân duyên duyên là thể tánh thanh tịnh họ có đã sẵn rồi, đồng với Phật rồi. Bây giờ họ biết cái pháp lành đó là câu A-di-đà Phật, bắt đầu họ sở duyên duyên. Hằng ngày họ sở duyên duyên A-di-đà Phật, trong tâm 4 chữ reo rất thiệt chậm. Hòa Thượng Tịnh Không nói Ấn Tổ niệm rất chậm. A-di-đà từng chữ nghe niệm trong lòng, nghe trong tâm, từng chữ vọng niệm bắt đầu nó đứt, từng mức xích nó đứt, từng khúc niệm từ từ. Chúng tôi còn chậm hơn nữa. À. Gì? Đà. Phật. Từng chữ trong đó niệm trong lòng, nghe cho được cái tiếng trong tâm. Mà nếu người đó suy nghĩ chuyện khác, họ ưa thích chuyện khác,
thì câu Phật hiệu không có chỗ để cho họ niệm nữa, nhường chân lại cho vọng tưởng rồi. Bây giờ họ thích cái chuyện khác, họ ưa cái chuyện khác, họ tin làm cái chuyện khác. Mà họ làm gì đi nữa, cùng đường mạt lộ cuối đời rồi, cũng hai bàn tay trắng mang nghiệp ác, cùng lắm là nghiệp thiện lên cõi trời, hết đát. Còn cái người này họ chịu chết sạch hết vọng tưởng, họ niệm câu Phật hiệu, họ đem cái thông minh họ giỏi vắn á, họ nói nhiều đó, họ vứt ra ngoài Đông Dương Đại Hải, họ niệm câu Phật hiệu. Chậm thiệt chậm, bốn chữ trong tâm dễ niệm. Còn ra thời khóa họ niệm sáu chữ lễ Phật, chữ nào ra chữ đó phân minh rõ ràng, lâu ngày chày tháng, tâm mình tức Phật, Phật tức tâm, toàn tâm là Phật, thì thấy ai cũng là Phật luôn. Bây giờ toàn tâm mình là vọng là phàm, cho nên thấy ai cũng là phàm. Chết chưa? Mà thấy phàm thì bắt đầu sanh ra phân biệt phải trái, đúng sai, tốt xấu, rồi bắt đầu tiếp tục tạo nghiệp, khỉ bán khinh chê, rồi đọa lạc tiếp. Cho nên cái sở duyên duyên là mình biết cái pháp màu giải thoát do cái nguyện lực 48 lời nguyện, là nguyện lực vô tác diệu lực bất khả tư nghì, chỉ 10 niệm giảng sanh, mà với điều kiện 10 niệm, 10 niệm đó phải hết lòng tin ưa. Nếu mà mình hết lòng tin ưa công việc gì khác, nhà cửa xe cộ ruộng vườn đất đai, mình cứ hết lòng tin ưa, mình để tâm vô trong đó, thì không có thể đâu mà mình tin ưa cái tâm, cái câu Phật hiệu được. Còn tất cả những chuyện khác và Thượng Tịnh Không nói đừng để trong lòng, đừng để trong lòng, làm xong rồi quên nó đi. Và khi mình làm, mình tập trung mình làm rồi, xong rồi chưa đến mình không suy nghĩ, mà đã qua rồi cũng không suy nghĩ, để lại câu Phật hiệu trong tâm lâu ngày chày tháng, thì bọn phàm phu của mình thì khoảng từ 8 đến 10 năm là nó vô nhất tâm. Hòa Thượng nói dâm 3 năm, dâm 3 năm. Mà với điều kiện ở trong đó mình phải gì? Mình phải được một cái từ trường của đại chúng bảo bọc. Chúng tôi nói cái từ trường quan trọng. Cái đài Tâm Thánh hôm bữa giờ chúng tôi nói với gì, lúc trước là một cái chỗ thôi sình lầy, rồi nó u ám kinh khủng. Bên nay chúng tôi dọn dẹp xong hết, làm cái đài Tâm Thánh, mở cái câu Phật hiệu, tụng kinh trì chú xung quanh. Mỗi lần thức dậy xong rồi là thích ra đi xung quanh đó. Mà lúc trước mình đi ngang qua mình không nhìn luôn á, nó u ám quá. Bây giờ mở câu Phật hiệu, rồi mở kinh, rồi mở chú Đại Bi, rồi dựng tượng Tam Thánh, rồi trang trí chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì Ấn Tổ nói là cái chỗ nào mà âm khí nhất là treo cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật trong đó, là nó thanh khí lên. Bởi vì ai cũng đi qua đọc một câu thì cái tư tưởng của họ Phật hiệu phát xuất cái tần số đó là nó sẽ thanh khí. Có cái chỗ đó, cái ông đó ông hỏi cái lá thư hay thiệt, người trả lời sao cái chỗ đó người ta bị xe tông thế mạng hoài. Ông kêu ông làm cái miếng dán cho thiệt trang nghiêm đẹp, ông lấy hai cái cọng sắt ông treo lên cái câu Nam Mô A Di Đà Phật, người này qua đọc một câu, người lại đọc một câu, mà treo hai mặt á, thì cuối cùng một thời gian nó sẽ mất đi cái chuyện mà thế mạng cái người đó, người ta siêu thoát, do ai đi qua nó cũng đọc câu Phật hiệu hết, thì cái tần số và cái công đức Phật hiệu chỗ đó nó sẽ quá giải oan hồn. Cái ông đó ông làm thành công. Thì nói đến đây mình mới thấy công đức Phật hiệu bất khả tư nghì, chỉ có Phật cùng Phật mới có thể thấu tột nguyền trơn của cái câu Phật hiệu. Cái người không niệm Phật nó ô niệm Phật như ba ơi má ơi chứ có gì đâu. Không, hôm nay không phải là chúng tôi gọi là múa rìu qua đất mắt thợ đâu, mà muốn nói đến cái bộ văn sao của Ấn Tổ, là cái lá thư nào ngài cũng nói là niệm Phật để làm vốn ngang, niệm Phật niệm Quan Âm để làm vốn ngang, trì chú Đại Bi để làm vốn, để sơ lỡ đến những cái lúc gặp hoạn nạn. Nhưng mà mình nhìn kỹ lại cái vốn niệm Phật, cái vốn niệm Quan Âm, cái vốn niệm trì chú Đại Bi của mình có đủ không? Chưa đủ. Chưa đủ thì sao? Mình không có phần vãng sanh, mình không phải là người dân liên trì rồi, đây là thiệt thòi quá rồi. Nhưng mà cái vốn nào đủ? Cái vốn tam đồ tham sân si đủ rồi đó, dư luôn phải không? Dư không? Dư hay sao? Đụng vô một cái là tam bành lục tặc, thấy cái gì cũng không ưa, cái gì cũng không bằng lòng, sân hận nổi lên. Cái vốn sẵn có trong này dư luôn rồi, hở một chút đụng vô tham không được là nổi sân rồi, si mê trong đó, là đang gieo cái nhân của cái vốn tam đồ địa ngục ngạ quỷ súc sanh dư rồi, thôi đừng gieo nữa. Bây giờ phải cho cái thân duyên duyên này nó gieo với cái câu Phật hiệu, với bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A Di Đà, với tịnh nghiệp tam phước mà không gián đoạn, gọi là vô gián duyên. Hàng ngày câu Phật hiệu réo rắc bốn chữ thiệt chậm là quan trọng hết, mấy chuyện khác bỏ ra ngoài. Phọn phàm phu mình làm được không? Được. Lão Phật gia này không lừa chúng ta, Ấn Tổ không lừa chúng ta. Bộ văn sao này nói là cho hàng phàm phu mình
Chứ không Ngài nói cái sở đắc Ngài cao, Ngài nói để cho hàng phàm phu mình. Tuy rằng Ngài chứng đắc, Ngài biết Ngài giờ giảng sanh, muốn đi tự tại lúc nào rồi là Ngài đi, mà Ngài nói gì? Thẹn vì đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn, kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tàn. Hãy nên phát nguyện nguyện vãng sanh, núi khe nẻo khách từ đây thôi quyết liến. Ngài nói như vậy, ngày nào mình cũng đọc. Lâu ngày cái chất đó đó, nó ở trong con người mình. Bởi vì hằng ngày mình suy nghĩ vọng tưởng sằng bậy, cái chất nó ở trong tâm mình rồi, lấy ra lấy không được nữa, không biết cái pháp đối trị. Cho nên Ngài Hám Sơn nói, chuyển cái tâm vọng động sằng bậy đó là qua thành câu Phật hiệu là dễ xây chuyển nhất. Cho nên Tử Tâm Tăng Thiền Sư nói là câu Phật hiệu dễ nhất, dễ niệm nhất. Bởi vì họ không hết lòng tin ưa, bởi vì câu Phật hiệu này là bản giác, nó hợp với cái thân duyên duyên là thị giác, nó là một chiều, nó là thuận chiều. Nhưng bạn không có hoàn cảnh, bạn không có ai khích lệ, bạn chưa thấy đây là quan trọng, cho nên bạn không có sở duyên duyên với nó. Mà sở duyên duyên dài bữa một cái thôi thôi, bây giờ nói vậy xong sáng ngày mai nghe thầy Nhàn nói câu Phật hiệu hay quá, cái niệm được 3 ngày đến thứ 5 cái gì, thôi mai niệm cũng được chứ làm gì sức đêm dậy khuya mệt thế. Bắt đầu nó vô gián duyên, nó gián đoạn rồi đó. Hòa Thượng Tịnh Không nói là hai cái duyên có sẵn, đó là tăng thượng duyên là Phật lực gia trì bất khả tư nghị. Thân duyên duyên đó là thể tánh thanh tịnh, là chánh nhân Phật tánh có sẵn. Chỉ còn lại hai cái duyên đó là sở duyên duyên và vô gián duyên, bạn phải làm. Nếu bạn làm đủ 4 cái duyên này, chắc chắn bạn có sự thành tựu. Nghe có hiểu gì không mà sao ngồi im luôn hả? Hiểu không? Hiểu mới ngồi chứ không hiểu chắc đi ra ngủ hết trơn rồi. Ồ, nãy giờ mà gần hơn tiếng rưỡi ta. Giờ lắng nghe ha. Cái con người của mình mà khi nó phạm vào cái nghiệp sát, mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói tịnh nghiệp tâm tâm phước đó là từ tâm bất sát. Nếu mà người đó họ làm được cái từ tâm bất sát là họ được ngũ phước. Bữa chúng tôi nói thân họ càng ngày càng khỏe đẹp ra. Thứ hai đó là không bệnh hoạn, từ tâm bất sát. Thứ ba là tiền của không si hao. Và thứ tư họ được là sống bằng với tuổi thọ hoặc quá tuổi thọ. Như Hòa Thượng Tịnh Không quá tuổi thọ đó, 45 tuổi mà Ngài lại thực hành cái pháp từ tâm bất sát mà nó quá tuổi thọ đến 94 tuổi rồi đó. Và cái thứ năm đó là chết được bình an. Cái người mà phạm phải cái nghiệp sát mà họ không áp dụng được cái từ tâm bất sát là cái tịnh nghiệp thứ ba trong tịnh nghiệp tâm phước á, không làm được á, thì thân của họ càng ngày càng xấu xí, gọi là tướng thứ nhất si hao. Xấu xí dữ lắm. Họ mớm mà nhìn nó mớm, nhìn nó mớm, nó xấu mà nó xấu thôi bà cố luôn, xấu dữ lắm mà. Bởi vì tên là cái chánh nhân trong tâm của họ nó bị tổn, cho nên cái tướng do tâm sanh mà nó tổn. Cái thứ hai đó là bắt đầu họ bệnh hoạn, bệnh rề rề, bệnh suốt ngày, bệnh hoài, không có cách gì có thể thoát ra cái con bệnh này được. Con ma bệnh này nó hành không chịu nổi. Nhưng mà họ thực hành phương pháp phóng sanh ăn chay, họ khởi lên từ tâm bất sát, thì cái chất mà từ tâm bất sát đó nó đánh tan đi cái nghiệp. Có cái gia đình đó, anh chàng đó, đứa con trai nó bị cái cục bú ở trong bụng, máu mủ trong đó, xong bác sĩ nói phải mổ. Bác sĩ nói phải mổ trong thời chết. Cố gắng lắng nghe nha, Giác Nhàn dùng toàn bộ tâm tư. 2 tuần mới lên một lần, đôi khi về sau cũng hơn, lâu hơn. Bởi vì mỗi lần lên nói như vậy là nó gián đoạn câu Phật hiệu. Nhưng mà điều vì cái tâm nguyện của Ấn Tổ nơi đem sách giới thiệu cho những người, người ta hữu duyên, người ta đến với mình, chứ không có đi đâu nữa. Chúng tôi nói quyết liệt là không đi đâu. 19 năm, 18 năm đi lang thang khắp nơi rồi, chưa thành tựu đạo nghiệp, hổ thẹn đến cùng cực. Bữa nay làm đài tâm thánh xong là cuối đời chúng tôi, không xây dựng gì nữa. Chuyện lớn sanh tử giải quyết chưa xong mà đi làm cái chuyện gì. Đạo tràng như vậy là được rồi, bằng tôn ngồi che nắng đục mưa, áo đủ ấm, cơm đủ ăn 3 bữa được rồi. Còn bao nhiêu tiền cứ làm mấy làm kinh tặng hết cho bá gia bá tánh hồi hướng về cực lạc. Con đường chúng tôi đi là vậy, không thay đổi được. Chỉ bỏ cái bộ văn sao, bỏ đi cái cuộc đời của Ấn Tổ là mình lệch hướng ngay thôi.
Lắng nghe cái chỗ này nè, chúng tôi trở lại vấn đề nè. Từ tâm bất sát, cái chất đó nó tiêu nghiệp, quá giải được những độc tố trong người đó. Cái chú đó bị cái cục búa ở trong bụng, máu mủ không, bác sĩ rồi chụp xong rồi kêu phải mổ. Bà mẹ đọc văn sao Ấn Tổ nói con khỏi mổ. Nó kêu vậy về làm cái gì mẹ? Kêu trì chú niệm Phật niệm Quan Âm, ăn chay đi, nó hết. Đứa con thương mẹ quá cho nên tin, chịu niệm. Mà do bà mẹ bà quá là tha thiết với Ấn Tổ, quá là tha thiết với văn sao cho nên tin liền. Về bữa niệm mới có 3 ngày, cái cục búa ở trong bụng nó bể ra, đi cầu đại tiện, máu mủ ra hết trơn. Chúng tôi nói tự nhiên giờ nó còn cảm giác. Mà ngài nói tên tuổi luôn á, ngài nói cái gia đình đó đó, họ tới họ kể cho tôi đó, nó bể ra. Và 5 ngày sau là liền lạc luôn, hết luôn. Cho nên pháp lực chuyển nghiệp, lực bất khả tư nghì mà chúng sanh không hiểu. Cứ chạy đi lo bác sĩ, chạy đi lo thuốc, mà thuốc nó đâu có chuyển được nghiệp đâu. Cảm rồi những bệnh thông thường chơi thôi, chứ nghiệp lực sao mà nó chuyển. Đã sát sanh rồi mình phải khởi lên từ tâm bất sát, mình phải phóng sanh, mình phải ăn chay, mình phải lễ Phật, mình tu tập, nó mới chuyển được cái nghiệp đó chứ. Nhưng mà chúng sanh si dại, không thấy nghiệp cho nên nó không có. Mà nếu mà nó có hình tướng là cả mười phương hư không này nó không có chỗ dung chứa. Phật nói đâu có sai đâu, do mắt phàm mắt thịt mình không thấy cái nghiệp lực chứ. Nhưng mà mình thấy nó có trong người mình đúng không? Khởi lên tâm dâm mình biết không ạ? Bức nó ra cả một kỳ công. Khởi lên một tâm si mê rồi si dại mình biết không ạ? Khởi một tâm nóng giận mình biết không ạ? Có, nó có cái chất ở trong đó sẵn rồi, cho nên mình khởi lên là mình biết liền, và đụng cảnh nó khởi lên liền. Còn cái người ta không có cái chất si dại, dâm ái trong đó, họ không có cái tâm sân si mê trong đó, chỉ là câu Phật hiệu để trong lòng, cho nên chọc họ cũng không tức. Chọc họ không tức, bây giờ họ có cái chất đó trong đầu mình, đâu có cái chất ở trong đó đâu mà tức, đâu có cái chất sân trong đó, có nó cũng làm si giảm bớt à. Giống như là cái cô Phật tử mà ở ngoài Đông Anh chúng tôi kể quý vị bán trái cây á. Thôi lúc trước hai vợ chồng chửi nhau thôi khổ biết bao nhiêu. Bà cứ nói là thôi đời sau tôi phải đi tu thôi, chứ tôi không có thể nào gặp ông được nữa rồi. Bà suy nghĩ đủ kiểu nhưng mà nó cũng vẫn không gỡ được. Thế mà hàng ngày cũng mở pháp chúng tôi cũng nghe. Bởi vì niệm câu Phật hiệu nó chưa có hết lòng tin ưa, niệm không được. Có duyên với chúng tôi sao mà bà nghe hoài. 3 tháng nó nhập tâm bà niệm câu Phật hiệu được. Lạ lắm nghe. Có nhiều người tự đề khởi câu Phật hiệu không được mà đọc văn văn sao lại đọc lại niệm được. Nó có cái chỗ đó mình không thể hiểu nổi, không thể lý giải được. Vì cái chất cổ ngài niệm Phật nó đi vào trong con người của mình. Rồi mình mới chịu niệm nha. Cái bắt đầu cổ niệm, có an vui trong đó. Bán đất cũng an vui, mà không bán đất mà lúc trước mà bán mà người nào tới nói là coi chừng cổ lấy trái cây cổ quăng vô mặt á. Nhưng mà bây giờ sao? Chửi bả nói trái cây thiếu thúi gì đó nữa, cổ vẫn A-di-đà Phật. Tay này lọt qua tay kia, mới sợ nghiệp báo đến với mình nữa. Cái người niệm Phật họ sợ nghiệp báo đến với mình nữa. Còn người không niệm Phật họ không sợ nghiệp báo. Nghiệp báo với họ là một rồi, cuốn vào trong đó không có cái gì tách ra được hết trơn. Họ không sợ nữa. Cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói cái người mà tạo ác nghiệp, họ không biết, họ không sợ, cho nên ác nghiệp nó ngập trời mây. Đó là hạng phàm phu chúng ta. Còn các hàng Bồ Tát họ làm phước, họ không thấy họ làm, cho nên phước mỗi ngày cứ tiếp tục làm, cho nên nó gì? Sâu dày như lòng biển cả. Quý vị nghe cái lý không ạ? Thôi, nói văn sao giờ nói đến sáng mai suốt luôn cũng không hết nữa. Bởi vì sao vậy? Mình tâm đắc với cái bộ sách, tâm đắc với vị lão sư đó, tâm đắc với lão Phật gia đó. Vị lão Phật gia đó là cứu tinh đời mình. Chúng tôi mà không có cái bộ văn sao này bây giờ không biết ra sao, chắc chết ở mô. Hồi nãy giờ chúng tôi muốn nói là để quý vị đọc văn sao, chứ không phải dắt nhàn nói để khoe khoang cái tài của mình khi mà thấu hiểu văn sao. Không có. Thấu hiểu cái gì? Giải quyết sanh tử chưa xong, chưa biết ngày giờ vãng sanh, đạo nghiệp chưa thành, mà làm cái gì cống cao ngã mạn trong đó. Giờ nãy giờ nói nhiều quá, thôi giờ đọc lá thư nghe nghe. Lá thư này hay dữ lắm. Bốn cái duyên này hiểu đúng không? Thân duyên, duyên Phật tánh, mình với Phật đồng nhau là chánh nhân Phật tánh. Sở duyên duyên là tâm này là năng duyên, cảnh là sở duyên. Nó duyên với cái pháp nào là nó ra cái nhân vật đó. Ông bác sĩ, ông học bác sĩ 7 năm rồi ông ra bác sĩ. Duyên với cái pháp bác sĩ. Nhưng mà sở dĩ nó được cái sở duyên duyên, nó thành tựu đó là nó không, nó đạt được cái vô gián duyên, là nó liên tục, nó không gián đoạn. Và cái thứ tư đó là tăng thượng duyên. Phật giúp cho chúng ta tăng thượng duyên.
cái người đó người ta niệm Phật, người ta thấy cái vọng tưởng phiền não nghiệp chướng bệnh hoạn, họ dám chắc là mình có thân duyên, duyên là thể tánh, nó không có bệnh, nó do nó duyên với cái pháp ác cho nên bây giờ nó mới bệnh. Mà bây giờ mình duyên lại với câu Phật hiệu là chắc chắn nó sẽ mất. Thì lúc đó khởi lên niệm như vậy là tính tâm kiên định, là có Phật lực gia trì liền, gọi là tăng thượng duyên. Ông vua Nhật Khu, ông niệm Phật, ông vô được nhất tâm rồi. Ông vừa khởi niệm mà khởi trong tánh pháp, khởi trong tâm thanh tịnh đó, vừa khởi lên cái là tâm với ổng với Phật là đồng. Ông kêu Phật gia trì cho con, thọ ký cho con. Mình mà chưa lấy cái thân duyên duyên để mà duyên vào cái sở duyên duyên, để toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật nhất như, mà mình khởi niệm lên muốn gặp Phật là ma cảnh nó tới ngay. Mà ổng là tâm, ổng với tâm Phật là nó khế hợp rồi. Ổng vừa khởi niệm lên như vậy là gì? Phật đến thọ ký liền, thọ đầu liền. Và ổng khởi niệm lên Phật lấy y chùm cho con, lấy y chùm cho ông. Nên là hai người là một cha con với nhau rồi, không phải người lạ nữa. Thì cuối cùng gì? Tích lũy đủ thiện căn phước đức nhân duyên gì, Phật cầm đài vàng xuống. Chuyện này không phải sai. Ấn Tổ có nói cái câu chuyện này, chúng tôi nghe đến bốn cái duyên của Hòa Thượng Tịnh Không nói. Hôm nay chúng tôi nói cho quý vị nghe, phải tích lũy hai cái duyên là sở duyên duyên với lại vô gián duyên. Tăng thượng duyên là có Phật bên cạnh mình rồi. Nhưng mà nếu mà cái thân duyên duyên này nó duyên lại với cái pháp ác là tham á, thì nó cũng có cái tăng thượng duyên là cái cảnh giới ác nó tới. Có cái bà đó ở bên bên 30 thuộc á, bà niệm Phật mà sao bà thấy toàn bộ là phần âm tới không? Bởi vì cái miệng bà niệm mà cái tâm nó chưa tương ưng với Phật, bà vẫn còn cái tâm ác, cái tâm sợ, cái tâm phiền não, và nó tương ưng với cảnh giới mà bà trong tâm bà sẵn có. Mất tính tâm như câu Phật hiệu, không có người khai thị. Không phải đơn giản đâu. Cho nên tâm mình duyên với câu Phật hiệu, miệng niệm, tai nghe, tâm nhớ tưởng, thường xuyên liên tục như vậy. Còn nếu miệng không niệm ra tiếng, trong tâm mình vẫn có tiếng để mình nghe, khởi lên một cái là mình biết. Cứ như vậy mà liên tục ngày này tháng nọ. Nhưng mà ở trong cái môi trường đó quan trọng. Cho nên cái đài tâm thánh đó của chúng tôi đi xung quanh, chúng tôi niệm Phật, mà đi ra ngoài thì nó khác. Cái cảm giác mình sâu lắng, mình thấy nó khác. Cái từ trường ở trong đó nó khác. Cho nên Đức Phật A Di Đà mới tạo một cái quan cảnh là Tây Phương Cực Lạc, để về bên đó hàm dưỡng cho mình để thành Phật. Bước đầu tâm phàm phu chưa phải là Bồ Tát thì phải cần nương cảnh để tạo tâm. Các hàng Bồ Tát như Ngài Địa Tạng rồi Quan Âm rồi đó, thì gì? Ngài lấy tâm để tạo cảnh. Cảnh gì cũng được hết trơn. Địa ngục Ngài cũng vô được. Còn mình sớ rớ vô địa ngục là nằm ôm cột đồng, nằm giường sắt à, không chạy đâu chứ. Phải cần có cái cảnh Tây Phương Cực Lạc. Giờ thầy Nhuận Minh đọc cái lá thư này cho quý vị nghe, 11 giờ kém à. Cái lá thư này trong Tăng Quảng Chánh Biên rất là hay, cố gắng lắng lòng nghe nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời chỉ dạy của sư phụ, con xin phép được đọc những lời khai sự, khai thị của Đại sư Ấn Quang, cung kính dâng lên cúng dường chư tôn thiền đức tăng ni và toàn thể chư vị liên hữu đồng tu trong buổi lễ tất niên ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang trả lời hai lá thư trích trong sách Tăng Quảng Chánh Biên quyển 1. Lời lẽ tuy vụn về chất pháp nhưng nghĩa lý vốn lấy từ kinh Phật, nếu chịu hành theo lợi lạc vô cùng. Lá thư thứ ba, thư gửi Dung Minh Đại Sư. Cổ nhân nói thân người khó được, khó sanh vào chính giữa đất nước. Phật pháp khó nghe, sanh tử khó giải quyết xong. Chúng ta may được thân người sanh chính giữa đất nước, được nghe Phật pháp, điều bất hạnh là tự thẹn, nghiệp chướng sâu nặng, không sức đoạn hoặc để mau thoát tam giới, liễu sanh thoát tử, nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tâm bi triệt để, nói ra pháp môn tịnh độ, đại nguyện phương tiện khéo lạ, khiến cho hàng phàm phu sát đất được đới nghiệp vãng sanh. Thật không còn may mắn nào lớn hơn được nữa. Nếu không phải là từ vô lượng kiếp đến nay,
đã trồng thiện căn sâu dày, hả nghe được pháp chẳng thể nghĩ bàn này ư? Chẳng gốc sanh lòng tin chân thật, phát nguyện cầu sanh ư? Này thấy tứ chúng xuất gia, tại gia hảo tâm, đa phần chuộng cao ưa xa, chẳng chịu nghiêm túc chuyên tu tịnh nghiệp, toàn là do thiện căn đời trước cạn mỏng, đời này chưa gặp được người thông suốt. Tuy ông hơi có niềm tin đối với tịnh độ, nhưng chẳng hiểu rõ lý tịnh độ đến nơi đến chốn, lại ở nơi vắng vẻ Phật pháp không lưu truyền đến. Tôi thật ngại ông, thường ngày cùng người đời thù tạp, lâu ngày chạy tháng cũng bị đồng hóa, gần mực thì đen, gần lửa thì cháy, thế khó tránh khỏi. Phải luôn luôn nỗ lực, nếu có thể hãy niệm niệm nơi đạo, dù bận hay rảnh, chẳng lìa danh hiệu Di Đà, thuận cảnh, nghịch cảnh, chẳng quên vãng sanh Tây Phương, thì có thể tùy duyên thường trụ nơi quê cha đất mẹ. Nếu không thể như thế, nên đến tịnh nghiệp đạo tràng nơi khác và thân cận tịnh nghiệp tri thức, mới chẳng phụ bạc mọi điều may mắn lớn lao vừa nói ở trên, cũng như niềm may mắn không gì lớn lao hơn là được nghe pháp môn tịnh độ. Đế Pháp Sư, tức Ngài Đế Nhàn, chuyên tu tịnh nghiệp, tôi cho rằng ông ta ấp được lợi ích lớn lao, bởi lẽ những tâm nắm giữ đạo tràng đã đều chết sạch không sót, cái tâm niệm Phật lại càng khẩn thiết đến cùng cực. Chỉ e ông ta đã đạt tam muội sâu xa, tôi còn chưa thể nhất tâm, ngày sau mặt mũi nào gặp gỡ ông ta. Vì thế, với việc nhân chẳng nhường, tôi lại toan bế quan, nói chung vẫn ở Phổ Đà, không biết sẽ ở chắc chắn nơi đâu. Sợ ông bỏ lỡ pháp môn tịnh độ thì đáng tiếc một phen hộ quan ba năm nhọc nhằn, nên khôn ngăn đôi co như thế, mong thấu hiểu sâu xa nỗi lòng thô lậu canh cánh thì may mắn lắm thay. Lá thư thứ 8, thư trả lời cư sĩ Bộc Đại Phàm. Xa nhận tờ mây thật hổ thẹn sâu xa, bất huệ tôi tuổi nhỏ kém học vấn, lớn lên vô tri lên đến nẻo khách, ăn bám Phổ Đà, không ngờ các hạ xưa đã vâng lời Phật phó chúc, thừa nguyện tái lai lãnh hội được tâm tông cả nho lẫn Phật, thấu giới thảo đường thanh vân vân, chính là những bằng chứng xác đáng. Phải biết nếu bỏ tín nguyện mà niệm Phật thì chẳng khác gì nhà thiền tham cứu, nếu được vãng sanh thì nhân quả chẳng khế hợp nhau vậy. Ngài ngẫu ích nói, được vãng sanh hay không hoàn toàn do tín nguyện có hay không, phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn, ấy là lời phán định sắt đá. Như kinh nói nhất tâm bất loạn là tiếp ý đoạn kinh văn giảng về công đức y báo chánh báo ở tầng phía trên, nhằm dạy cho sanh tính. Còn nếu thừa tiếp ý của đoạn văn gần đó, tức đoạn chúng sanh nghe vậy phải nên phát nguyện nguyện sanh cõi ấy, thì chính là dạy phải phát nguyện. Đã thế, đoạn văn tiếp theo đó là khuyến tính khuyến nguyện không gì chẳng đủ, các hạ cắt xén những đoạn văn trước chỉ chấp một câu nên mới có mối nghi không trọng phát nguyện, lại còn xem không tín nguyện nhất tâm và có tín nguyện nhất tâm bình đẳng như nhau, nên mới thấy có đoạn kinh đao chém không vào, hát phải đâu không thuần nhất, sao lại nghi ngờ chuyện không tín nguyện trì danh không được vãng sanh. Hơn nữa, luận về chuyện ngoài việc niệm Phật có niệm thứ hai xen tạp,
thì khó thể nêu hết. Chỉ nêu lên những cái chánh thì như cầu đại triệt đại ngộ, cầu được đại tổng trì vân vân, đó chính là sen tạp, chứ không phải phát nguyện là niệm thứ hai sen tạp. Phải biết một pháp tịnh độ lấy ba pháp tính nguyện hạnh làm tông. Hạnh như bò kéo xe, nguyện như người cầm cương, tính như người dẫn đường. Người dẫn đường và người đánh xe mới là chánh yếu để quyết định sự tiến bước của con bò kéo xe. Vì thế sáng chiều phải hướng về Phật phát nguyện. Hơn nữa lúc không niệm Phật cũng chớ câu nệ, dẫu cho mỗi lần niệm cả vạn năm cũng chẳng ngại có một ngày tạm ngưng. Nếu bảo có lúc không niệm, có lúc phát nguyện sẽ thành gián đoạn, xen tạp sẽ khó thành tựu. Thì thử hỏi một tâm niệm ấy cũng từng thấy sắc, nghe tiếng, mặc áo, ăn cơm, giở tay, động chân, có hay không? Nếu có, với những chuyện ấy đã không gián đoạn xen tạp, sao riêng mình chuyện này, tức chuyện phát nguyện, lại có gián đoạn xen tạp? Nếu không, trừ phi là bậc pháp thân đại sĩ. Nhưng bậc pháp thân đại sĩ ở yên một chỗ mà hiện thân khắp trần xác, những gián đoạn xen tạp ấy còn nhiều không kể xiết. Tâm có đủ các lý ứng với vạn sự, lẽ nào chỉ tính đến phát nguyện và niệm Phật cùng một lúc mà thôi? Ước theo sự tu trì thường ngày nên phát nguyện vào lúc sáng tối, cũng có khi niệm Phật xong liền phát nguyện. Các hạ thông đạt tánh tướng sâu xa, bảo niệm Phật và ý niệm cầu sanh tịnh độ chẳng thể đầy đủ cả hai, thì tợ hồ đối với cái lý tròn đầy, sự vô ngại chưa thể tin triệt để. Lại có đoạn ngài viết niệm này có thể chia thành hai, một nửa quy về Phật, một nửa quy về nguyện. Nếu thế một người lẽ ra phải thành hai vị Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, lúc các hạ mắt thấy sắc thì tai mũi lưỡi ý chẳng thể nghe tiếng, duyên theo pháp ư? Nếu chúng cùng hoạt động chẳng mâu thuẫn nhau, sao lại riêng nghi nơi chuyện này? Phải biết thể của một niệm tâm tác dụng vô lượng, tâm thức há chẳng phải là dụng của một tâm thể ư? Chúng đã chẳng trở thành tám vị Phật thì sao cái niệm này lại thành ra hai vị Phật được? Kẻ bình sinh hiểu tột cùng bí tạng tánh tướng, tham học khắp kẻ tăng người tục, là bậc hào kiệt lỗi lạc chuyên tu tịnh nghiệp, bậc đại nhân rộng lượng chẳng hiềm hạ mình hỏi đến. Hỏi tới kẻ cắt cỏ mà khiêm tốn quá sức, khiến người không còn có chỗ dung thân. Ví thử đại địa có kẻ nứt, ắt sẽ triệt để rút sâu vào, dám đâu ngửa đáp. Thường nghĩ các hạ học vấn rộng như thế, kiến giải cao như thế, mấy câu ngài nêu ra đó nghĩa lý thật thiện cận, há lẽ nào thật sự hoài nghi chẳng quyết đoán được ư? Chắc có lẽ là muốn phát khởi đồng nhân đó thôi. Các hạ liễu tri làm như vô tri, bất huệ tôi cũng không ngại gì, lấy không biết làm biết. Do vậy bèn căn cứ theo từng khoản mà phê phán, thuận theo lời lẽ mà mổ xẻ, chẳng dám bắt chước vị quan già đời phán án, bất quá chỉ như khóa sinh nộp quyển đó thôi. Trình bày lời mọn giải bày như trong phần sau có được hay chăng, mong ngài rủ lòng sửa lại cho đúng. Niệm Phật tuy quý là tâm niệm, nhưng chẳng thể bỏ miệng tụng, vì ba thứ thân khẩu ý hỗ trợ cho nhau. Nếu tâm nghĩ nhớ, thân chẳng lễ kính, miệng chẳng trì tụng, cũng sẽ khó được lợi ích. Thế gian nâng vật nặng, còn phải hò reo để giúp sức, huống hồ muốn nhiếp tâm để chứng tam muội ư? Do vậy kinh đại tập dạy, niệm Phật lớn thấy Phật lớn,
Niệm nhỏ thấy Phật nhỏ, cổ đức nói niệm lớn tiếng thì thấy thân Phật lớn. Niệm nhỏ tiếng sẽ thấy thân Phật nhỏ. Nhưng phàm phu đầy dẫy phiền não, tâm thường hôn trầm tán loạn. Nếu chẳng nhờ vào sức lễ tụng của thân miệng mà muốn đắc nhất tâm thì không thể được. Nơi thật tế lý địa mới là vô sanh diệt. Trong cửa Phật sự có pháp nào không phải là pháp sanh diệt? Đẳng giác Bồ Tát phá 41 phẩm vô minh, chứng 41 phần bí tạng, cũng không ra ngoài lẽ sanh diệt. Sanh diệt ấy chính là gốc rễ sanh tử, mà cũng là gốc của Bồ Đề. Tùy thuộc người ta sử dụng như thế nào mà thôi. Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối, chính là đem cái sanh diệt trái nghịch với giác, xuôi theo trần lao, chuyển thành sự sanh diệt trái nghịch trần lao, hiệp với giác, để cầu chứng được chân như Phật tánh, bất sanh bất diệt. Niệm niệm nơi tịnh độ mới có thể vãng sanh, mà cũng là thân phận thượng phẩm vãng sanh. Nếu chấp chặt nghĩa này để tự cầu thượng phẩm, còn gì lành hơn? Còn nếu chấp chặt vào nghĩa này để dạy kẻ trung hạ căn, sẽ trở ngại sự tiến lên của người khác không ít. Vì sao? Bởi họ ắt sẽ nghĩ pháp này quá cao, bèn cam phận hèn kém, chẳng chịu tu trì. Hơn nữa, việc niệm Phật tuy thuộc về ý thức, nhưng các thức đều đủ. Chẳng thấy đoạn kinh văn đã nói nhiếp trọn sáu căn trên đây hay sao? Sáu căn đã nhiếp thì sáu thức sẽ làm gì? Những gì sáu thức đưa vào hàm tàng thức là a lại gia thức, cũng chỉ là chuyện này mà thôi. Đoạn văn đao chém không vào, vốn không thể nghi, do các hạ chưa phân định giới hạn giữa tự lực và tha lực, giữa thiền tông và tịnh tông, nên đến nỗi thành một khối nghi lớn. Một pháp niệm Phật là nương Phật lực thoát ra tam giới, sanh về tịnh độ. Nay đã không phát nguyện, cũng không có lòng tin. Có lòng tin chân thật, ắt có nguyện thiết tha. Tính lẫn nguyện hoàn toàn không có, chỉ niệm Phật trì danh thì vẫn thuộc tự lực. Do không tính nguyện nên chẳng cảm ứng đạo giao với Di Đà hoằng thệ. Nếu đoạn hết kiến tư hoặc, có thể được vãng sanh. Còn nếu hoàn toàn chưa đoạn và đoạn chưa hết thì nghiệp căn vẫn còn, làm sao thoát khỏi luân hồi cho được? Đã nói thiện ác cùng một lúc nhanh chóng hiện ra thì đừng nói chi bốn chữ A-di-đà Phật không hiện, bèn không được vãng sanh. Dẫu có hiện cũng chẳng được vãng sanh. Vì sao? Do chẳng nguyện sanh vậy, do chẳng cầu Phật nên chẳng được Phật tiếp dẫn. Kinh Hoa Nghiêm nói, giả sử ác nghiệp có thể tướng thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Cổ đức nói, như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh sẽ lôi đi trước. Tâm tình lắm mối, đặt nặng nơi đâu sẽ rơi về đó. Nay thiện ác đều hiện, do không tính nguyện liền chẳng thể làm gì được ác nghiệp. Phải biết cậy vào tự lực thì dẫu có tí ti ác nghiệp cũng chẳng thể thoát khỏi sanh tử, huống gì là nhiều. Lại nữa, không tính nguyện niệm đến nhất tâm, trong vô lượng vô biên kẻ, họa may có hai ba kẻ được vãng sanh, quyết chẳng thể lấy đó làm chuẩn để đoạn thiện căn vãng sanh tịnh độ của hết thảy thiên hạ và người đời sau. Vì sao? Cậy vào tự lực niệm đến mức nghiệp tận tình không, chứng vô sanh nhận, cả thế gian ít có một hai người. Nếu như ai nấy đều hành trì theo đó, bỏ tính nguyện đi không theo đuổi nữa, thì biết bao nhiêu chúng sanh vĩnh viễn ở trong biển khổ, không nhờ vào đâu để xuất ly được.
Lời nói ấy toàn là ngây ngô, thế mà kẻ ấy còn dương dương đắc ý, cho là lời lẽ thật cao, chẳng biết là đoạn Phật huệ mạng, là lời cuồng vọng khiến chúng sanh bị lầm lạc. Thiện nghiệp thế gian chẳng ra khỏi luân hồi, nếu sánh với tín nguyện đầy đủ vãng sanh tịnh nghiệp thì thiện nghiệp kia vẫn là ác nghiệp. Than ôi, một pháp tịnh độ phải nhìn bằng con mắt riêng, chớ dùng giáo nghĩa thông thường để so đò. Giả sử Như Lai chẳng mở ra pháp này thì chúng sanh đời mạt không thể nào thấy được cách giải quyết sanh tử. Sách Di Đà yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư lý sự đều đạt đến cùng cực. Kể từ khi có kinh này đến nay, nó là bản chú giải bậc nhất. Hành theo sách ấy thì ngày sau phẩm vị vãng sanh của các hạ không ai sánh bằng. Cổ nhân tu hành đều chứng được đạo, người đời nay tu hành ít thấy ai minh tâm. Nào có phải là do căn tánh con người chẳng bình đẳng ư? Cũng chỉ là do kính trọng hay khinh mạng mà ra. Xem khắp truyện ký của cao nhân đều thấy họ coi kinh tượng như Phật sống. Sự kính nể của họ dẫu trung thần thờ Thánh Chúa, hiếu tử đọc di chúc há tương tự được một hai phần. Do cung kính đến cùng cực nên có thể đoạn hoặc chứng chân siêu phàm nhập thánh. Xem nhị tổ đứng trong tuyết, Dương Du đứng trong tuyết ngày cửa họ Trình là đủ thấy. Người đời nay coi tượng Phật như đất gỗ, coi kinh Phật như giấy cũ, dẫu có tính tâm đọc tụng thọ trì cũng chẳng qua là để nhanh mồm nhạy miệng mà thôi, nào có lợi ích thật sự gì để bàn được nữa. Tuy gieo được viễn nhân nhưng cái tội khinh nhờn chẳng thể nghĩ tưởng được nổi. Nguyện các hạ dùng học vấn quảng bác, ngôn từ sâu rộng, lúc đề xướng Phật pháp, thường đem điều này lợi ích khắp hết thảy thì may mắn cho pháp môn lắm, may mắn cho chúng sanh lắm đấy. A Di Đà Phật. Và tiếp theo, vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, cô xin phép đọc một lá thư của Phật tử cung kính dâng lên cúng dường sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng từ bi hoan hỷ chứng minh. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời cảm niệm kính dâng thầy. Kính bạch sư phụ, ân sư thượng giác hạ nhàn, kể từ khi con dời Tịnh Thất Quan Âm để trở về lại quê nhà, lòng con nghẹn ngào khó tả. Hàng ngày con chăm chú ngồi xem những bài giảng của thầy, con lặng người vì cảm xúc, lặng người vì bội phục, lặng người vì lòng tôn kính và biết ơn. Những giọt nước mắt cứ tuôn rơi như thay ngàn lời muốn nói với thầy. Hôm nay từ miền Bắc xa xôi này, con xin viết đôi dòng cảm niệm, viết lên lời tri ân sâu sắc đến Tam Bảo, đến sư phụ, đến tất cả các thầy, các chú nơi Tịnh Thất Quan Âm. Nam mô A Di Đà Phật. Từ phương xa con hướng về Tịnh Thất, nghĩa ân sư thân nát cũng khó đền. Kính bạch sư phụ, cuộc đời con hữu duyên gặp được sách Văn Sao, cũng nhờ Văn Sao mà con được gặp thầy. Cuộc gặp gỡ này con thấy như một phép màu. Hôm đó trên đường đến Tịnh Thất và trước lúc được gặp thầy, con dự định sẽ nói rất nhiều điều muốn nói, nhưng kỳ lạ thay, khi gặp được thầy con lại không muốn nói gì cả. Sự ấm cúng và thanh tịnh như đang tràn ngập trong tâm hồn con mà từ trước đến giờ con chưa từng thấy. Nhìn thấy thầy, con cảm nhận như tình ruột thịt. Thầy nói ấm áp hiền từ như người cha đối với đứa con,
Lúc ấy trong lòng con hết thảy đều mãn nguyện. Những ngày ở tịnh thất Quan Âm thật vô cùng xúc động, đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Con nhìn thấy các thầy, các chú hằng ngày hết lòng vì chúng sanh mà hy sinh phụng hiến, hết lòng chăm sóc các cụ già mà trong lòng con vô cùng kính phục. Con sững sờ khi nhìn thấy một thầy dìu cụ già khi cụ chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc đó trời đang mưa nhẹ, đôi dép của cụ rất ướt. Thầy đeo đôi dép của cụ vào chân thầy, rồi thầy lay quay cho đôi dép đó khô và ấm lại. Sau đó thầy mới đưa cho cụ để cụ đi cho khỏi lạnh. Con nhìn thấy mà nước mắt rưng rưng. Con mong sao sau này đủ thiện duyên để con cũng được là các cụ và được nương nhờ nơi các thầy các chú của tịnh thất Quan Âm như thế. Con lặng người ngắm nhìn các em nhỏ của lớp đệ tử quy. Con đứng thất thần khi nhìn thấy các thầy trong bếp nấu cơm mồ hôi ướt đầm, nhưng gương mặt các thầy vô cùng tươi vui và hoan hỷ. Còn rất nhiều nữa, nhưng con không dám kể nữa vì con sợ bài viết sẽ quá dài. Trong 3 ngày ở tịnh thất Quan Âm, con được tiếp đón quá chu đáo. Tất cả những điều đó làm cho con vô cùng cảm động và bội phục. Con thấy bản thân con còn kém cỏi, khiếm khuyết quá nhiều. Con chưa hề xứng đáng với chư tổ, chưa xứng đáng với văn sao, chưa xứng đáng với sư phụ, chưa xứng đáng với các thầy các chú một chút nào. Thật là hổ thẹn đến cùng cực. Chuyến thăm tịnh thất Quan Âm lần này sẽ là một bước ngoặt lớn, một dấu ấn lớn trên bước đường tu học của con. Con tuyệt đối không cho phép mình lười biếng dại đãi nữa. Con nhất định sẽ cố gắng thật nhiều sư phụ à. Con nguyện sẽ cố gắng rất nhiều để được gần sư phụ hơn trên con đường trí tuệ. Kính bạch sư phụ, hôm trước con có điện để cảm ơn thầy Xuyến chùa Ngồi Hà Đông, vì thầy là người chứng kiến sự đau khổ của con lúc trước khi thầy trao cho con quyển văn sau đó. Lúc ấy cuộc sống của con như trong địa ngục, con thực sự bế tắc không lối thoát. Từ khi con đọc được văn sao, con mới nhận ra là con đã có được liều thuốc chữa đúng bệnh đây rồi. Cuộc sống của con bắt đầu thay đổi và khởi sắc từ đấy. Con thấy văn sao giống như chiếc gương sáng, giống như một chuẩn mực đặc biệt giúp cho con nhìn thấy rõ tất thảy những tội lỗi của mình. Con không tìm cách để thay đổi người khác nữa, mà con biết quay về để thay đổi chính bản thân mình. Con không cứ lao đi tìm cầu ở bên ngoài nữa. Con không dám cống cao ngã mạn, vì Ngài là tổ rồi, mà Ngài còn luôn nhận mình là thường tàm, luôn nhận mình là ông tăng suốt ngày chỉ biết cơm cháo. Vậy hạng phàm phu hèn kém như con mà còn dám cao ngạo hay sao? Đức tính khiêm hạ, khiêm nhường của con cũng từ đây mà có. Vì con hiểu rằng nếu cái tôi, cái bản ngã của ta mà cao thì cũng giống như cây măng mọc cao chót vót. Nếu gặp gió cấp 4, cấp 5 nó thổi nhẹ thì đã gãy tan nát rồi. Còn nếu như cái ngã, cái tôi của ta mà thấp lè tè như ngọn cỏ, ngọn rau má, thì gió bão có giật đến cấp 10, cấp 11 hoặc cấp 12 cũng chẳng hề hấn gì. Càng đọc con càng thấy bản thân con mắc phải nhiều tội lỗi. Cái bản ngã, cái tôi trong con cứ từng ngày, từng giờ được hạ thấp xuống. Mà cái tôi của con càng hạ thấp bao nhiêu thì phiền não và đau khổ trong tâm con cũng hạ thấp bấy nhiêu. Con thực sự thấy bớt khổ từ đây. Gia đình con sống thực sự có ý nghĩa cũng kể từ đây.
Lúc này con vui mừng không sao kể xiết. Con mong sao tất cả mọi người đều biết đến văn sao, đều đọc và hành theo văn sao, để sống với tinh thần của văn sao, thấy được giá trị tuyệt diệu của văn sao, thì cuộc đời này vui mừng biết mấy. Kính bạch sư phụ, giờ con xin được kể một tin vui đây ạ. Tất cả mấy người bạn đồng tu của con hồi trước, con mời họ đọc văn sao, nhưng họ không thích. Họ từ chối không đọc và trả lại cho con. Họ bảo là không thấy hay, nhưng bây giờ họ nghe những bài giảng pháp của sư phụ, họ tất cả đều quay lại, mượn lại văn sao để đọc. Và giờ thì họ thấy văn sao rất hay rồi ạ. Con không có đủ để cho họ mượn, nên họ phải đi photo ra để họ đọc. Bây giờ con nhận thấy rằng bất cứ ai nếu được nghe sư phụ giảng pháp thì đều có thể đọc được văn sao. Những đĩa giảng của thầy về văn sao có giá trị vô cùng lớn. Việc này sư phụ có thấy vui không ạ? Riêng con thì quá vui và xúc động. Con kính trọng và biết ơn thầy nhiều lắm. Ngay lúc này đây không có một ngôn từ nào có thể nói hộ cho con về tình thầy trò thầy ạ. Con không biết nói gì hơn. Con chỉ biết xin được kết những đóa hoa lòng tinh khôi nhất dâng lên sư phụ và quý thầy để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất của con, ngưỡng mong tam bảo từ bi gia hộ cho sư phụ và quý thầy quý chú luôn luôn dồi dào sức khỏe, thân tâm thường lạc, đạo pháp viên mãn để dẫn dắt chúng con trên bước đường tu học. Đến đây con xin được dừng lời và xin được cung kính đảnh lễ thầy ba lễ. Con kính chào thầy. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật tử Nguyễn Thị Xuyến pháp danh Như Pháp kính thư Nam mô A Di Đà Phật. Những người mà nghe văn sao ấn tổ, đọc văn sao ấn tổ, muốn cho thẩm thấu, thâm nhập, mình phải cung kính như vậy nè. Tuy rằng mà ở nhà một mình ngồi trong phòng, mặc áo tràng, chư tăng mặc áo hậu, lễ văn sao, lạy văn sao, nhiếp tâm, có những ý niệm sằng bậy, phiền não, sám hối, tha thiết, cầu ấn tổ gia trì cho con, là tăng thượng duyên, để con đọc được văn sao, hành trì theo lời dạy của Ngài, chân thật, lâu dài, không gián đoạn, vô gián duyên, lâu ngày chày tháng. Chúng ta thấy cái điểm tia sáng ở trong đó mở ra con đường cho chúng ta đi. Mỗi người, mỗi nghiệp lực đọc vào trong đó, chuyển hóa mỗi người khác nhau. Đến hôm nay là đúng một năm chúng tôi đọc văn sao, không đọc sách gì khác. Vì mình làm theo lời tổ làm chưa được, bây giờ mình cần làm theo cái gì khác, đọc theo cái gì khác đây? Không phải chúng tôi độc đoán và bắt buộc quý vị bỏ hết sách kinh mà chỉ theo ấn tổ không. Cái người có duyên mình nói họ thì họ hoan hỷ, giống như cô Xuyến này, cô pháp danh Như Pháp. Còn nếu họ không có kết duyên được với văn sao ấn tổ với pháp môn Tịnh Độ thì họ coi đây là cơm thừa canh cặn, không đáng quan tâm đến. Cho nên thời gian đến bây giờ là đúng 2 tiếng. Hồi nãy chúng tôi giảng là 9 giờ 16 phút, bây giờ là 11 giờ 15 phút. Quý vị ngồi 2 tiếng thấy có mệt không ạ? Đêm hôm qua cả đạo tràng niệm Phật suốt đêm, chúng tôi thấy cái từ trường ở đây tốt. Cái câu Phật hiệu mà bằng con người mấy trăm người mà niệm phát lên cái tần số này quý lắm. Và cái người có niệm Phật, người ta mới cảm đến cái công đức Phật hiệu, người ta mới thấy quý. Giờ chúng tôi đọc một cái đoạn ngắn của Ấn Tổ khai thị về cái bốn cái duyên mà Hòa Thượng Tịnh Không nói. Cái lối tu và cái lối giảng của Hòa Thượng Tịnh Không
na ná giống như là tổ sư Ấn Quang. Vì hòa thượng Tịnh Không học với ngài Lý Bỉnh Nam 10 năm cho nên ra cái đúc nơi ra cái khuôn này. Nói về bốn cái duyên thì Ấn Tổ khai thị: pháp môn niệm Phật nguyên lai ra sao, do một niệm tâm tánh của chúng ta giống như hư không thường hằng bất biến. Tuy thường hằng chẳng biến nhưng niệm niệm tùy duyên. Nếu chẳng duyên theo Phật giới sẽ duyên theo cửu giới, chẳng duyên theo tam thừa sẽ duyên theo lục đạo, chẳng duyên theo nhân thiên ắt sẽ duyên theo tam đồ. Do duyên theo nhiễm tịnh sai khác thành ra quả báo sướng khổ khác nhau. Dù bản thể chọn chẳng thể biến đổi, nhưng tướng và dụng dĩ nhiên khác biệt một trời một vực. Ví như hư không, mặt trời thì chiếu sáng, mây đùng thì tối. Tuy bản thể hư không chẳng vì mặt trời hay mây mà tăng giảm, nhưng tướng trạng hiện rõ hay ngăn che cố nhiên chẳng thể nói là cá mè một lứa. Do nghĩa này Như Lai lại dạy mọi người duyên nơi Phật hiệu. Câu khai thị đích đáng, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, khởi tác dụng trong tâm. Lá thư này quý vị về cứ nghe cái đĩa, nghe tới nghe lui, nghe tới nghe lui. Cái đó là cái cách để tạo thành nghiệp lực, mà đây là tịnh nghiệp. Câu Phật hiệu niệm tới niệm lui, niệm tới niệm lui, niệm tới niệm lui, lâu ngày nó tạo thành tịnh nghiệp, gọi là nghiệp lực của tịnh nghiệp. Đọc văn sao, đọc tới đọc lui, đọc tới đọc lui, một cái đoạn nó đọc hoài, câu đó nó khởi tác dụng trong tâm. Đọc qua một lần đối với cái tâm phàm phu của mình không ăn thua, không tương ưng được đâu. Nếu tâm mình không duyên nơi Phật cảnh thì nó duyên nơi cửu giới. Nếu tâm mình chưa đạt được gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác thì nó phải duyên cho cửu giới, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời, Atula, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Nếu nó không duyên nơi thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, tứ thánh đó, thì nó duyên nơi lục phàm, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula. Và nó không duyên nơi trời người thì nó phải duyên vào tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm mình là thể tánh như hư không, không phải pháp nào mà nó duyên với pháp nào thì nó sẽ ra cái nhân vật đó, cái cảnh đó. Vậy thì ngài kêu mình duyên nơi câu Phật hiệu, bởi vì trong cái câu Phật hiệu này nó chứa đựng sẵn cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nó chứa vô lượng công đức, nó chứa vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng giác, hàm tàng đủ trong đó rồi. Cho nên mới nói là người niệm Phật lấy quả giác của Phật làm nhân địa để bắt đầu chúng ta niệm, chắc chắn người này thành tựu. Lấy cát nấu không bao giờ thành cơm, lấy gạo nấu thành cơm. Lấy cái tâm chân thật, chánh nhân Phật tánh, thân duyên duyên mà niệm câu Phật hiệu là chắc chắn thành Phật. Lão Phật gia này không lừa chúng ta. Thôi giờ mình cũng tùy duyên mà bất biến đi ha. Tùy duyên bất biến tức là nãy giờ nghe Phật Pháp như vậy mà đừng có nghe hát cái nó biến mất hết, nãy giờ nói kẹt. Thực ra Giác Nhàn còn muốn nói nữa lắm, nhưng mà trong 2 tiếng là nó cũng nhiều đối với chúng ta. Thôi giờ mời vợ chồng nghệ sĩ Châu Thanh, Ngọc Hiền Châu ra thay đổi không khí một tí ha. Dạ, A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo chương trình, chúng con xin mời toàn thể đại chúng hãy cùng lắng lòng để thưởng thức ca khúc Trái Tim Của Mẹ do nghệ sĩ Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu trình bày. Xin trân trọng kính mời. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay con Châu Thanh và Ngọc Huyền Châu rất hạnh phúc được gặp gỡ lại chư tôn đức và tất cả quý đại chúng nơi mái chùa Tịnh Thất Quan Âm. Con xin thành tâm kính chúc cho chư tôn đức và tất cả quý đại chúng có mặt hôm nay thật nhiều sức khỏe và lúc nào trong cuộc sống cũng thật nhiều hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lời đầu tiên con thành kính chúc cho sư phụ Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư tôn đức tăng ni phát thệ khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự duyên thành, A Di Đà Phật. Chúc cho quý vị đại chúng nhiều sức khỏe. Một mùa xuân di lặc
Quỳnh Châu xin chúc cho quý Phật tử được mừng xuân hỷ xả thêm công đức, đón Tết từ bi, đạo nhiệm màu. A Di Đà Phật. Hôm nay Châu Thanh và Quỳnh Châu rất là hạnh phúc khi đến dự một buổi lễ của chị Giáng Hương, báo ân cho mẹ, một buổi lễ rất là long trọng, trang nghiêm. Chị Giáng Hương cũng là người chị mà Châu Thanh, Quỳnh Châu rất là quý cái tâm hạnh của chị. Chị là người Phật tử mà hướng về Phật Pháp rất là dũng mãnh và một người con rất là chí hiếu. Là lúc ngồi đút từng muỗng sữa cho mẹ, rồi tâm sự, trò chuyện với mẹ, lao trên mặt của mẹ. Lâu lâu thì chị hung lên đôi má nheo nheo của mẹ, một hình ảnh thiêng liêng đầy cảm xúc mà Quyền Châu và Châu Thanh, Quyền Châu đã cảm tác lên bài hát để cúng dường lên Sư Phụ Thượng Giác Hạ Nhàn cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, quý Phật tử và dâng lên hương linh của cụ. Nguyện cho hương linh của cụ được giảng sanh Phật quốc. Đà Phật. Giờ đây xin trân trọng kính mời chư Tôn Đức và quý vị thưởng thức bài hát Trái Tim Của Mẹ. Mẹ ơi, miếng ăn đầu đời của con là dòng sữa mẹ, miếng ăn cuối đời của mẹ là những muỗng sữa trên tay con. Mẹ kính yêu, mẹ có biết không, ngày mà con buồn nhất là ngày con không còn có mẹ. Sao hình bóng mẹ hiền mãi trong tâm trí không hề nhạt phai. Mẹ ngồi tóc bạc mấy trời, hiền từ phúc hậu như là bà tiên. Ôi cả đời mẹ lo cho các con như cánh cò sớm hôm tìm mồi, giang lao làm lũ tí chỉ lặn lội sông sâu. Nặng cổ lao rộng biết bao, dù hiến dâng cả cuộc đời không sao trả hết ân sâu của người sinh ta. Tình mẹ đông mấy sông cho đầy, tình mẹ đông mấy sông cho đầy. Ai níu nổi thời gian, ai níu nổi níu đổi được thời gian và cả thiên thu để con luôn có mẹ bên đời. Nhưng thời gian trôi qua không trở lại bao giờ, mẹ cũng theo thời gian mà lớn cộng tóc bạc
của mẹ là chuỗi ngày gian khổ hy sinh nặng quặn vai vì lo cho đàn con nó ấm, lo quên thời gian làm vết hằn sâu trên vần trán, lo cho đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Dần trăng sáng là ngàn sao ở trên bầu trời, tấm lòng người cao quý thương cả con khó khăn vượt qua. Mẹ cho con cả cuộc đời vì con sức khỏe hao mòn, trần gian ngôn ngữ sao đừng đầy hai tiếng mẹ tôi. Mẹ đã hy sinh trong mắm thầm lặng lẽ lo lắng cho con nên dốc nên hình, nhưng khi con lớn khôn thì mỗi đứa một phương trời. Rồi từ khi ba ra đi chỉ còn mình mẹ lặng lẽ nơi má những khi trái gió trở trời, mẹ sợ ra đi âm thầm mà không được gặp mặt các con. Mẹ nhớ mẹ thương các con nhiều lắm, vậy mà bây giờ mẹ đã bỏ con đi. Rụng trời chỉ còn trơ lá xanh trên cành, mẹ ơi hãy ngủ cho say để đưa thánh tới. Con hát cầu ơ mẹ ơi, con ru mẹ qua làng khói hương mơ. Lời mẹ ru con, ôi ngày xưa tha thiết êm đềm. Còn đâu mẹ ơi, bóng mẹ nghìn trùng xa xăm, con mất mẹ tim quặng đau qua trắng cài. Ngài vô mẹ hiền, màu nhiệm thiêng liêng vô cùng cao quý, nguyện thiết lễ trai tăng mong đền đáp phần nào công ơn của mẹ, vì chữ hiếu ân muôn đời sau trả hết chúng con đã nợ mẹ, công sanh thành dưỡng dục chính tháng cô mang ba năm bồng ấm, dòng sữa ngọt ngào chảy vào máu tim con từ lúc nằm nôi cho đến khi con lớn nên. Buồn lắm mẹ ơi, khi không có mẹ trong đời, những kỷ niệm xa xưa còn lưu dấu, lời hát êm đềm đưa con vào giấc ngủ đầu.
rồi về phương trời xa xôi quá. Quá trắng con trai nghiêng ngào ngày lễ báo ân, bên khói hương trầm thiết lệ trai tăng nguyện cầu hương linh của mẹ được về nơi niết bàn. Sư phụ thường giác hạ nhà đã dạy cho chúng con tiết lệ trái tâm là phước báo vô lượng để hồi hướng cho mẹ. Hôm nay nghi lễ trang hoàng, chúng con vô vàng cảm tạ thâm ân. Dạ, Di Đà Phật, Ngọc Hiền Châu với Châu Thanh mỗi lần lên tịnh thất Quan Âm là sáng tác những cái bài như vừa rồi, cái bài nói về mẹ đó, với nhàng rất là cảm động. Cô có cái tài viết cho giác nhàng thôi, viết cho tịnh thất Quan Âm. Một số các thầy khác kêu thì cổ cũng viết mà sao viết nó không nên lời. Cái đó là sở duyên duyên ha. Có nhân duyên với tịnh thất Quan Âm, với giác nhàng, cho nên viết những cái bài hát. Trong năm nay cũng rất nhiều cái bài hát rất là xuất sắc, rất là hay. Trong cái ngày tất niên đã phát tâm cúng dường hai bài hát làm cho chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử, cũng như là những người đang online trực tiếp trên toàn thế giới nghe những cái lời ca tiếng hát này đã đi vào lòng người. Đó là cái điều mà giác nhàng thay mặt cho chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử ghi nhận nơi đây bằng tất cả tấm lòng quý mến, cầu nguyện hồng ân tam bảo và gia hộ cho hai vị nghệ sĩ sống đến đầu bạc răng long, khi bỏ báo thân này đồng sanh Tây Phương Cực Lạc. Và A Di Đà Phật. Và có chương trình thêm nữa, đó là ngày 30 Tết, đó là ở tại đây có tổ chức cái lễ tất niên nội bộ thôi. Quý Phật tử nào ở các nơi muốn về đây ăn Tết thì giác nhàng cũng đón nhận để ở đây. Sáng ngày mùng 1 Tết khoảng 7 giờ rưỡi giác nhàng lên đây chúc Tết, có tặng quà cho quý vị. Và ngày mùng 6 Tết nó có cô Diệu Hằng ở bên San Jose miền Bắc Cali Hoa Kỳ về đây cúng dường trai tăng. Cô đã chuyển tiền về rồi, cho nên mùng 6 đó là cộng tu đầu năm và có cúng dường trai tăng. Trong cái buổi lễ trai tăng ở đây đó thì quý Phật tử về đông quá, cho nên không có dọn ra thành bàn để cúng dường trong một cái khung cảnh giống như mình trai tăng vừa tắc bạch, cho nên quý thường tọa chư tôn đức tăng ni từ bi hoan hỷ tha thứ cho. Hai trong những cái buổi lễ trai tăng này đó thì quý Phật tử cũng thích nghe pháp, cho nên giác nhàng nhân cái tiện này để có những cái lời sách tấn, cho nên không có bày ra trang hoàng thành một cái buổi lễ có cái chánh điện để chúng ta làm trai tăng riêng bên kia. Cho nên chút nữa thì chư tăng sẽ dùng trong cái khay, nhưng mà nghe nói quý thầy nấu cơm ngon lắm. Và trong món quà đó là có tịnh tài, tịnh pháp như bộ văn sao, máy vân vân mọi thứ. Hôm nay tại tịnh thất tổ chức cũng như giác nhàng chia sẻ có những cái điều gì sai sót làm phiền lòng quý vị, thì kính mong chư tôn đức tăng ni và toàn thể quý Phật tử niệm tình hoan hỷ tha thứ cho. A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay con có một cái bài thơ, con tính bạch với sư phụ thôi để sư phụ giúp con, nhưng hôm nay lại có duyên lớn con được gặp chư tôn đức, được gặp tất cả quý đại chúng nữa. Vì vậy cho nên bài thơ này chắc con sẽ nhờ ngoài sư phụ và chư tôn đức và tất cả quý vị ủng hộ cho Châu Thanh. Nhìn y vàng lung linh trong nắng, con thấy lòng thương kính biết bao, ước mong sao duyên lành mau đến, đắp y vàng hạnh phúc nào hơn.
Sư phụ ơi, lòng con tha thiết cúi xin Ngài thọ ký giúp con được xuất gia về nơi cửa Phật, vì con nay tuổi đã lục tuần, vô thường đến làm sao hẹn được, sợ kiếp người không kịp đủ duyên. Tâm nguyện con đã từ lâu lắm, chờ từng ngày như nắng chờ mưa. Cô bạn con Quyền Châu đã đồng ý, cúi xin Thầy thọ ký giúp con. Dạ, hay gì Đạo Phật, tâm bảo chứng minh. Ý bài thơ này là Châu Thanh muốn đi xuất gia quý vị. Bây giờ Chư Tôn Đức Tăng Ni ngồi yên tại chỗ, quý Phật tử chúng ta chắp tay để hồi hướng, xong cái là quý Thầy mang cơm, mang tứ sự vào để cúng dường luôn ha. Hay gì Đạo Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 15 tháng Chạp năm Mậu Tuất, tại tỉnh Thất Quan Âm long trọng tổ chức để tất cả niên và cúng dường trai tăng kỳ siêu bạc độ. Chư vị Phật tử hôm nay về đây phát bồ đề tâm, bỏ tiền ra để mua tất cả các loài chúng sanh này đem về để phóng sanh. Quý vị được công đức tài thí là hiện đời và sanh ra đời nào cũng đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Đáng lễ chiều hôm nay con cá, con chim, con lươn này bị cắt cổ nhỏ, lông chiên xào nấu nướng đau đớn quằn quại sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức sức khỏe sống lâu ít bệnh hoạn. Và giờ đây tất cả các loài chúng sinh này được quy tâm bảo sám hối nghiệp chướng, được nghe câu vãng đức hồng danh A Di Đà Phật và được nghe chánh pháp. Quý vị được công đức pháp thí là hiện đời và sinh ra đời nào cũng được trí huệ sáng suốt thông minh này. Tất cả các loài chúng sanh trong kinh Phạm Võng dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy nhiên quý vị trái giác hợp trần, mê theo trần lao phiền não, tạo ra nhiều nghiệp tham sân si từ thân khẩu ý. Cho nên quý vị phước báu cạn mỏng, nghiệp chướng sâu dày, thọ mạng ngắn ngủi, phải đọa làm thân lồi súc sanh, sống chết gửi trên giao thớt. Giờ đây quý vị phát bồ đề tâm, quy y tam bảo, sám hối nghiệp chướng, niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát, dương tri tịnh thị biến sai tâm, thiên tánh không bác đức lợi nhân, thiên pháp giới quảng tăng duyên, diệt cội tội tiêu khiên hóa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát, phụ nữ tỷ giả bác công đức thị tại thiên chơn, tiền tẩy chúng sanh nghiệp câu trần, biến nhập tỳ lô qua tạng giới, cá trung vô sứ bất siêu luân thấy, bất tẩy lị diệu cực pháp thân, trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ nguyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng, sai khô bọc nhi tác dương xuân khí gớ ban nhi thành tịnh độ, sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trữ quế thánh phàm hữu hiển tổng thanh lương bồ tát liễu đầu cam lừa thủy năng linh nhất đức biến thật phương tinh chuyên cấu ế tổng quyên trừ phổ sái bóng duyên tất thanh tịnh này chúng hữu tình bạc nhất thí nghiệp chứng đắc sanh căn bản tịnh độ đà la ni. Nam mô a di đà bà già đà đà đi đà a di đi đô ba tì a di đi đà thánh cam ba tì a di đi đà đi ca lan đế a di đi đà. Này các loài chúng sanh đâu? A ma ha nam mô a di đà bà già đà na già đà già đà đi đà a di đi đô ba tì a di đi đà di đi na di ca lan đế a di đi na di ca lan đế ya di đi ya ya na di ra na đề ta ma ha nam mô a di đà bà già đà di đà na di đi đô ba tì a di đi đà nam ca ma tì a di đi na di ca lan đế a di đi đà ya di ni ya ya na di đà ca lệ ta ba ha. Này các loài chúng sanh kia, các người nên nhớ cho khi bỏ thân xuất sanh hướng tâm được trở lại làm người đầy đủ gặp chánh pháp, tin sau cùng nguyện thế chuyên niệm Phật Di Đà cầu bản sanh tịnh độ, chứng được thôi bất thôi để độ tận chúng sanh. Nam mô tịnh độ Quảng Bồ Tát, Bồ Tát Nam Mô Tịnh Độ Quảng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng sanh đây có bao nhiêu lắng tai nghe lấy những điều dạy rằng các ngươi trước lòng trần tục lắm nên đời này chìm đắm sông mê gây ba tội ác lại về mang thân sống độ đầy chế tường đau cổ lông vậy sừng có đỡ được đâu dù là bay trước làm sao lấy con thả mọi tán bạn bắt cùng hơi buông đột lúc đó dù kêu có ai thương hồn còn vẫn quán nấu ra trong đồ vô hình chết nay ngươi cầm chắc
cho người được tấn thân đến đây lại được nhờ ân bác bảo vệ người kịp hồi đầu quy vào sông giúp lòng quy bác vi thân hết lòng sáng hối thân tâm nhẹ nhàng này các loài chúng sanh hôm nay các vị vi còn lưỡng túc chúng sanh hôm nay các vị quy y pháp ly dục chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng chúng chung tôn này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y còn không đọa địa ngục hôm nay các vị quy y pháp không đọa ngạ quỷ này các loài chúng sanh hôm nay các vị quy y tăng không đọa bàn sanh này các loài chúng sanh kia các người xưa đã tạo bao nhiêu điều tội lỗi từ thân vị ý mà sanh ra hôm nay phát tâm xin sám hối nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát nam mô cầu sám hối bồ tát ma ha tát nam mô đa bảo như lai nam mô diệu thắng thân như lai nam mô quảng bá thân như lai nam mô ly bố ý như lai nam mô cam lộ vương như lai nam mô a di đà như lai quy mạng lễ a di đà bồ tổ vương tây thế giới an lành vì vẫn lên cuối dinh nướng từ bi tiếp độ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp nhận đạo sư a di đà phật 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 nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Bài thứ 7 nói về tội đại vọng ngữ, đại hiếu của Phật và trí tri cách bậc thành thục niệm Phật. Pháp hội hôm nay viên mãn, thời gian 7 ngày trôi qua mau. Pháp hội tuy đã viên mãn, nhưng trách nhiệm hộ quốc tiêu tai thì chúng ta phải cùng tận hết đáo thân này để thực hành. Nếu hết thảy mọi người đều chẳng thể ăn chay niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương thì không thể bảo là viên mãn rốt ráo được. Hiện nay người học Phật phần nhiều tự cho mình đã khai ngộ, ta là Bồ Tát, ta đã đắc thần thông, đến nỗi làm lầm nhiều người. Một khi vua Diêm La gọi tới, đến lúc lâm chung, muốn cầu sanh Tây Phương chẳng được, đau khổ mà chết, khó tránh khỏi vào địa ngục A Tỳ. Hạng người ác, ưa cao chuộng thắng, tự lừa dối mình, lại lừa dối người khác. Xin các ông chớ bị chúng nói tiêm nhiễm, nếu có thì phải sửa đi, không có thì phải thêm gắng sức. Đây là điều khuyên răn rất cần yếu. Sát đạo dâm đã đành là tội nặng, nhưng còn có chỗ người biết những hành động này chẳng phải là thiện, nên không đến nỗi ai cũng đều phạm hết các điều đó. Cho nên tội còn ít. Nếu chẳng tự lượng, phạm vào tội đại vọng ngữ, chưa đắc bảo là đắc, chưa chứng bảo là chứng, dẫn dắt hạng người vô tri bắt chước, làm rối loạn phá hoại Phật pháp, làm nghi ngờ lầm lẫn chúng sinh, thì tội lỗi chẳng thể hình dung nổi. Người tu hành ắt phải giấu tài ẩn đức, phơi bày tội lỗi của mình ra. Nếu chỉ làm những việc phô trương thanh thế, ngụy trang mặt giả, thì tuy có công phu tu hành, cũng bị tâm kiêu căng hư ngụy làm cho tiêu mất đi quá nữa. Thế nên Phật đem vọng ngữ xếp vào giới căn bản, tức là để phòng ngừa tâm giả dối này, ngõ hầu có thể chân tu thật chứng. Do vậy, người tu hành không nên hướng về người khác khoe khoang công phu của mình. Nếu chẳng hiểu rõ ràng, muốn cầu thiện tri thức khai thị, ấn chứng, thì phải y theo tình huống chân thật mà trình bày ra. Nhưng chẳng thể tự cao mà nói quá lố, cũng chẳng thể tự khiêm tốn mà nói ít đi. Phải đúng tình huống chân thật mà nói mới thật là đệ tử Phật, mới có thể tự mình được tiến bộ lợi ích. Lục Tổ Huệ Năng nói, Phật pháp ở thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế tìm bồ đề cũng như tìm sừng thỏ. Như thế có thể biết hết thảy sự trên thế gian đều là Phật pháp. Chúng ta khởi tâm động niệm đều phải sáng suốt rõ ràng, chẳng thể bị vọng niệm làm mê hoặc. Ngay đến những kẻ hết sức ác, hết sức hư hỏng, cho đến những đứa trẻ ngây thơ, nếu có người nào nói sự xấu xa của chúng nó ra thì nó giận, nói sự tốt của chúng nó ra thì chúng nó mừng. Nó giận sự xấu xa mà mừng sự tốt
tức là chân tâm bổn giác của nó phát hiện. Chỗ đáng tiếc là nó chẳng biết tự mình xoay lại, mở mang cái tốt lành ra, mà ngày nào cũng làm điều chẳng lành, đến nỗi thành ra hiếu danh không thật, rơi vào hạng tiểu nhân. Giả sử nó có thể tự mình phản tỉnh rằng ta đã ưa điều lành, vậy phải ra sức làm việc lành, ra sức chừa việc ác, thì gần nhất có thể hy vọng là bậc thánh hiền, cao hơn nữa có thể liễu sinh thoát tử, thành Bồ Đề, thành Phật. Chỗ trọng yếu là có thể tự giác, giác thì chẳng đến nỗi theo mê tình mà đi, nên sau rốt đạt đến chỗ giác ngộ vĩnh viễn, chẳng còn mê lầm nữa. Nếu chẳng tự giác thì hằng ngày muốn người ta khen mình tốt, nhưng hằng ngày buông lung làm việc ác, chẳng đáng thương xót vậy lắm sao? Cho nên một niềm ưa thích người khác khen mình tốt có thể chứng minh chúng sinh đều có Phật tánh, mà những hành vi thuận theo tánh hay trái nghịch đều do tự mình cố gắng hay tự buông lung. Một phần là do ở sự khai thông dẫn dụ của bậc thiện tri thức hay của ác tri thức. Tai nạn đời này xảy ra dồn dập, phân nửa do người ta phần nhiều chẳng chú trọng thực tế, chỉ làm việc hư danh, hiếu thắng mà ghét sự thật, trái ngược với bổn tâm mình, nên xui khiến ra như thế. Nếu có thể hồi quang phản chiếu, phát huy Phật tánh sẵn có, chẳng dối mình dối người, hiểu lễ nghĩa, biết liêm sĩ, thì căn bản đã lập, lại không còn những hành vi nghịch lý loạn đức, vậy thì tai nạn tự nó tiêu đi. Người học Phật cần yếu nhất là mỗi người phải làm hết bổn phận mình. Có thể làm hết bổn phận mình, tức là người có liêm sĩ, như làm cha thì hiền, con thì thảo, anh thì thương em thì kính anh, đều phải gắng sức thực hành những điều đó. Trong sách đại học bảo rằng đạo của đại học ở chỗ minh minh đức, chữ minh tức là tu tỉnh, khắc kỷ tuân theo lễ nghĩa, hai chữ minh đức sau tức là đức tốt của ý chân thành, tâm chân chánh, sửa trị thân mình, giữ an gia đình. Muốn sáng tỏ cái minh đức mà hết thảy mọi người có thể làm được, nếu chẳng thành ý khắc kỷ thì chẳng thể được tiến lên. Mới có thể nói ở thân dân, ngừng ở nơi chí thiện. Chữ thân dân này tức là ý ta người nhất thể, xem người như mình, mỗi người làm hết phận mình. Ngừng ở nơi chí thiện tức là trung đạo, chẳng nghiêng chẳng lệch, động tĩnh đều có lễ độ, chẳng dối trá. Dù ở trong nhà tối, tự mình thực hành lại giáo hóa người khác, hết thảy đều noi theo thiên lý nhân tình. Nếu có thể như thế, ngõ hầu mới có khả năng làm được thánh hiền. Vả lại, Phật pháp dạy người ở chỗ đối trị phiền não tập khí, có tam học giới định huệ để làm căn bản. Vì lấy giới để kiểm thúc thân mình thì những việc trái với đạo đức chẳng dám làm, những lời nói vô ích hay có hại chẳng dám nói. Do giới sinh định thì tập niệm lăng xăng lộn xộn trong tâm lần lần dừng nghỉ, hành động sai lầm mê mờ tự nó ngăn lại. Nhân định phát ra tuệ thì chánh trí khai phát, phiền não mê hoặc tiêu diệt. Tiến hành các thiện pháp của thế gian hay suốt thế gian, không cái nào là chẳng hợp với trung đạo. Ba cái giới định tuệ đều là tu đức, đều là tâm thể do chánh trí tự thấy, tức là minh đức. Minh đức này ở sách Trung Dung tức là thành, thì thuần chân không có vọng. Minh đức tức là ly niệm linh tri. Thành và minh đức đều thuộc về tánh đức, do có sự tu hành khắc kỷ, tu tỉnh thì tánh đức mới hiển ra. Nên phải chú trọng chữ minh trước thì minh đức tự có thể thấy suốt mà sáng vĩnh viễn vậy. Phật pháp và thế pháp vốn không hai. Hoặc có kẻ bảo Phật từ bỏ cha mẹ, xa lìa người thân, cho đó là bất hiếu. Đây là sự thấy nông cạn, chỉ thấy có hiện thế mà chẳng biết quá khứ vị lai. Sự hiếu thảo đối với cha mẹ của nhà Phật thông suốt cả ba đời, nên kinh Phạm Vọng nói: nếu Phật tử vì tâm từ bi làm việc phóng sanh, hết thảy đàn ông là cha ta, hết thảy đàn bà là mẹ ta, ta đời đời kiếp kiếp đều theo những người này mà thọ sinh. Cho nên chúng sinh trong sáu đường thực là cha mẹ ta, ta giết nó mà ăn chẳng khác gì giết ăn cha mẹ ta. Đức Phật đối với hết thảy chúng sinh đều thương xót độ thoát chúng,
thì cái hiếu của Phật cũng rất lớn. Huống chi lại có thể độ ngay song thân vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, thì chẳng phải bất cứ một người con có hiếu ở thế gian này có thể bằng được. Vả lại, hiếu ở thế gian là khi cha mẹ còn sống thì nuôi dưỡng hầu hạ, cha mẹ chết rồi thì nhớ ngày cúng dỗ, trọn phận sự làm con. Ví như cha mẹ làm việc ác, mắc tội nặng, xa xuống ba đường ác, thì ai có thể biết được trong những sinh vật mà đứa con đã giết để cúng cha mẹ, quyết chẳng có cha mẹ mình ở trong đó ư? Mê muội lý tam thế vô cùng tận, nên mới lấy cái hiếu nhỏ mấy chục năm để trách Phật. Chỗ biết chỗ thấy cạn cợt, nhỏ hẹp của người này, đáng cho ta buồn cười. Phật dạy người ta giới sát, phóng sinh, ăn chay niệm Phật. Sự hiếu từ này thật có thể nói là vô cùng tận. Hoặc có kẻ bảo những loài heo dê, cá tôm vốn là trời sinh ra để nuôi dưỡng con người, ăn nó có tội gì? Đó là vì chưa đem thân mình trải qua trong hoàn cảnh con vật bị giết mà nói vậy như thế. Nếu tự mình đã gánh chịu qua cái khổ bị giết, liền trong mong được cứu còn chẳng kịp, còn đánh đâu mà biện luận. Trong sách Khuyến Giới Lục chép, ông họ Triệu làm quan huyện Thanh Thành, tỉnh Phước Kiến, giữ giới sát sinh đã lâu. Vợ ông ta thì tàn nhẫn, ưa sát sanh ăn thịt. Trước ngày sinh nhật, bà ta mua bao nhiêu là giống sinh vật còn sống sửa soạn làm thịt để đãi khách. Ông Triệu nói, bà muốn chúc thọ mà khiến cho những con vật này chết, ở tâm bà yên chăng? Bà vợ trả lời, ông nói rất nhảm nhí. Nếu y theo Phật pháp, con trai con gái chẳng ngủ chung, chẳng giết sinh mạng, thì sau mấy chục năm cả thế giới này những loài súc sinh tràn đầy ra ư? Ông Triệu biết không có phương pháp nào khuyên ngăn, nên đành chịu vậy. Đêm đó, bà ta bỗng nằm mơ vào trong nhà bếp, thấy giết heo thì thân mình liền biến hóa ra heo. Lúc giết chết rồi hãy còn biết đau đớn, khi cạo lông mổ bụng, banh ruột chặt chân, lại càng đau đớn không thể chịu nổi. Và đến lúc giết gà vịt cũng đều thấy thân mình biến ra vật bị giết, đau đớn quá đỗi, giật mình tỉnh mộng, trái tim đập mạnh run rẩy, sợ hãi quá. Từ đó phá tâm thả hết những con vật đã mua mà ăn chay trường. Bà này kiếp trước có căn lành lớn, nên có thể cảm Phật từ lực gia hộ, khiến bà ta tự mình chịu cái khổ bị giết để ngăn ác nghiệp lại. Nếu chẳng thế, sẽ đời đời kiếp kiếp làm loài súc sinh cho người giết ăn để đền nợ trước. Kẻ sát sanh ăn thịt, nếu có thể đem ngay thân mình tưởng tượng vào hoàn cảnh con vật bị giết, thì chẳng khó gì tức khắc quay đầu trở lại. Đến như nói trời sinh ra heo dê, các giống vật vốn để nuôi dưỡng con người, thì cứ hỏi trời sinh ra con người cũng là để nuôi dưỡng loài hổ lang, mũi mồng, các con vật đó ư? Thật đáng tức cười. Lại có một hạng người nói, tôi ăn thịt các loài bò dê, gà vịt là vì muốn độ thoát chúng nó. Thuyết này chẳng những hiển giáo không có, ngay đến mật giáo cũng không có. Nếu quả nhiên có thần thông như Hòa Thượng Tế Điên thì ăn vào còn có thể được. Nếu chẳng được như thế, ấy là tà thuyết nói bậy, làm lầm mọi người, tự mình rước lấy tội lỗi. Chỉ có những hạng cực vô liêm sỉ mới dám lập nên thuyết này mà thôi. Nếu đã có thể lấy giết làm độ thoát, thì kẻ rất tôn kính là cha mẹ, kẻ rất yêu mến là vợ con. Sao họ chẳng trước giết cha mẹ, vợ con ăn thịt để độ những người này? Thuyết này hoang đường chẳng cần nói nữa. Đời nhà Lương, đất Ba Thục, nơi chùa Thanh Thành, có một vị tăng là Đạo Hương, có đại thần thông, nhưng giấu kín chẳng tiết lộ. Chùa này mỗi năm có lễ mở hội, đến lúc mở hội thì mọi người đều ăn nhậu thịt cá ê hề, sát sanh vô số. Sư Đạo Hương nhiều lần khuyên răn đều chẳng nghe. Năm đó sư đào một cái hố lớn ở ngay ngoài cổng chùa, bảo mọi người rằng, các ông đã được ăn nhậu thì cũng nên chia cho tôi một phần được chăng? Mọi người đều bằng lòng. Thế rồi sư Đạo Hương cũng ăn uống no say, sai người đỡ đến trước hố, ói mửa ra hết. Những món sư ăn, con nào bay thì bay lên, con nào chạy thì chạy đi. Những loài dưới nước như cá tôm ói đầy ra một hố. Mọi người thấy thế
đều rất sợ hãi kính phục, bèn vĩnh viễn chừa sát sanh. Kẻ học Phật cần phải bỏ cái thấy ra người đi, lập nên cho mình, lại lập nên cho người khác, tự lợi mình, lại làm lợi cho người khác, rồi sau mới có thể nói là nhập đạo. Như sách Đại học nói, thuở xưa người muốn minh minh đức ở thiên hạ, trước phải trị nước mình. Người muốn trị nước mình, trước phải tề gia mình. Kẻ muốn tề gia trước, phải tu thân mình. Kẻ muốn tu thân mình trước, phải chỉnh tâm mình. Người muốn chỉnh tâm mình trước, phải thành ý mình. Mà muốn thành ý trước, phải trí tri. Trí tri tại cách vật. Chữ vật nói ở câu trên nghĩa là vật dục, chẳng hợp với thiên lý nhân tình. Đã có lòng ham muốn riêng tư, thì thấy biết liền nghiêng lệch tà quấy, chẳng được ngay thẳng chân chánh. Ví như người yêu chiều vợ con, vợ tuy hư hỏng mà cũng chẳng biết vì sự ham muốn riêng tư, yêu thương đắm đuối che lấp, mất lương tri vốn đầy đủ, đến nỗi sự hiểu biết trở thành nghiêng lệch tà quấy, chẳng chánh trực nữa. Nếu có thể đem sự ham muốn riêng tư đắm đuối này trừ cho sạch hết, thì sự phải quấy của vợ con liền có thể thấy suốt. Cho nên biết một việc cách vật này phải nói ra cho thống thiết, đừng hiểu lầm nghĩa cùng tận lý của sự vật trong thiên hạ là cách vật. Cách trừ cái ham muốn riêng tư trong tâm mình mới là căn bản của minh minh đức. Cùng tận lý của sự vật trong thiên hạ chỉ là việc ngọn ngành, lấy ngọn ngành làm căn bản, thành ra sự rối loạn trong thiên hạ không thuốc nào cứu chữa. Phật pháp trừ bỏ tham sân si cũng tức là cách vật, tu giới định tuệ cũng tức là trí tri. Vật tham sân si chứa kết trong tâm cũng như người mang kiến màu nhìn sự vật, ác chẳng thể thấy màu sắc vốn có của nó. Họa hại của vật dục há chẳng đáng sợ sao? Người niệm Phật cũng chẳng thể cậy mình thông minh trí tuệ, cần phải liền bỏ nó đi hết. Nếu chẳng thế sẽ bị thông minh làm lầm, tự làm hại mình, vì tri kiến của mình phức tạp chẳng thuần nhất. Ngược lại, chẳng bằng hạng người ngu dốt niệm Phật, chánh tâm thành ý mà được lợi ích rất lớn. Thế nên, phương pháp niệm Phật tốt hơn hết là học theo kẻ ngu dốt quê mùa, cần phải tu hành một cách thành thật. Tục ngữ nói, thông minh ngược lại bị thông minh làm lầm, chẳng thể đáng sợ sao? Như bà vợ ông Trịnh Bá Thuần, người huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, là một đệ tử của tôi. Bà ta ăn chay trường, niệm Phật nhiều năm. Con trai lớn của bà tên là Tuệ Hồng mới chết trước đây 2 năm. Bà vợ ông Trịnh này vì cớ thương con quá đỗi, bèn uống thuốc độc tự tử. Lúc chết không có tướng khổ gì, ngồi ngay ngắn niệm Phật mà đi. Vả lại sau khi chết, sắc mặt tươi sáng, làm chấn động một phương. Ông Bá Thuần là một nhà nho già, đề xướng niệm Phật thì người tin tưởng còn ít. Do vợ con ông ấy chết đi mà 10 người đã hết 8-9 người tin theo, ngồi ngay ngắn niệm Phật mà đi. Tuy không bệnh mà chết còn chẳng dễ gì được, huống chi vì uống thuốc độc mà chết lại có thể hiện tướng này. Nếu chẳng phải đã đắc tam muội, độc chẳng thể hại mà có thể được như thế ư? Nhưng uống thuốc độc tự sát là chỗ cấm của Phật pháp, xin chớ bắt chước bà này, cũng chẳng nên thử làm một cách khinh suất. Người nghe giảng nên phải răng chừa. Ông Dương Kiệt đời nhà Tống, hiệu là Vô Vi Tử, tham thiền với thiền sư Y Âm Nghĩa Hoài Đại Ngộ. Sau vì cư tang bà mẹ, duyệt đại tạng kinh, hiểu sâu xa sự thù thắng của pháp môn tịnh độ mà thực hành giáo hóa cho người khác. Lúc lâm chung bèn nói bài kệ rằng: sống cũng chẳng thể mến tiếc, chết cũng chẳng thể xả bỏ. Trong khoảng hư không như vậy, đem cái lầm tự cái lầm, về Tây Phương Cực Lạc. Sau khi Dương Kiệt đại ngộ, hướng tâm về tịnh độ, cực lực đề xướng. Lúc lâm chung biết rõ sống chết trong chân tánh cũng như không hoa. Vì còn chưa thể chứng chân tánh, nên chẳng thể nào mà không cầu sanh Tây Phương để chứng chân tánh. Đem cái lầm tự cái lầm, nghĩa là cầu sinh Tây Phương vẫn còn là lầm lạc, nhưng nếu chưa chứng thì chẳng thể không cầu sanh Tây Phương. Nên nói đem cái lầm tự cái lầm về Tây Phương. Vãng sanh tập của Đại sư Liên Trì ở sau truyện Dương Kiệt
có làm bài tán rằng: tôi nguyện các bậc thông minh tài sĩ trong thiên hạ đều có thể thành tựu cái lầm này. Như Dương Kiệt có thể nói là đại thông minh mà chẳng bị thông minh làm lầm. Như ông Tô Đông Pha đời Tống là hậu thân của thiền sư Ngũ Tổ Giới, thường mang theo bức tranh Phật A-di-đà mà nói: đây là công cứ của tôi xin Tây Phương. Nhưng đến lúc ông ấy lâm chung, trưởng lão Duy Lâm ở chùa Kính Sơn khuyên ông chớ quên Tây Phương. Tô Đông Pha trả lời: Tây Phương tự nó có, nhưng chỗ này gắng sức chẳng được thôi. Học trò ông ta là Tiền Thế Hùng nói: đây là lập trường bình sinh của thầy, cố nhiên thầy nên gắng sức. Tô Đông Pha đáp: gắng sức tức là sai. Nói xong liền tắt thở. Đây là bằng chứng đích xác thông minh làm lầm mình. Mong các ông nên tránh khỏi sự lầm này. Pháp môn tịnh độ khế lý khế cơ, dùng sức ít mà thành công dễ, như thuyền dương buồm đi trên dòng nước xuôi, vì nhờ vào Phật lực. Các tông khác dùng nhiều sức mà thành công khó, như con kiến bò lên núi cao, vì trọn vẹn chỉ nhờ vào tự lực. Bậc Đẳng Giác Bồ Tát muốn cầu viên mãn quả Phật còn cần phải cầu xin Tây Phương. Huống chi phàm phu chúng ta nghiệp căn sâu nặng, nếu chẳng gắng sức cầu sanh Tây Phương là bỏ cái dễ đi mà tìm cái khó, đáng tiếc biết bao. Vả lại, đời nay những khí giới giết người ngày càng mới mẻ tinh xảo, như máy bay đại bác, hơi độc tia sáng giết người, vân vân. Núi sông chẳng thể ngăn, vật cứng chẳng thể chống, thì tấm thân máu mủ của chúng ta sao có thể chống chọi nổi. Mà kiếp người như giọt sương buổi sáng, vô thường một khi đến thì vạn sự đều buông bỏ. Thế nên muốn cầu lìa khổ được vui, phải kịp thời gắng sức niệm Phật, cầu Phật gia hộ. Đến lúc lâm chung vãng sanh, một khi sanh sang cõi nước Tây Phương thì vĩnh viễn chẳng thoái chuyển. Hoa nở thấy Phật, chứng đắc vô sanh, mới chẳng cố phụ được nghe pháp mà tin nhận. Tôi nguyện cho mọi người tinh tấn tu hành. Phương pháp niệm Phật, cả đời của Ấn Quang Đại Sư là điểm số. Ngài không dùng chuỗi hạt. Ngài bảo chúng ta, nếu lần tràn hạt niệm Phật thì dễ phân tâm. Một mặt niệm, mặt khác động tay, phân tâm. Ngài dùng tâm để thầm nhậm điểm, chỉ tính đến 10. Niệm rất chậm. Chúng tôi đã nghe tiếng niệm Phật của Ngài qua băng ghi âm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm 6 tiếng hay 4 tiếng cũng được. 4 tiếng thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm hết sức rõ. Ba cái rõ cực kỳ quan trọng. Tai nghe rõ thì phải để ý nghe, tập trung sức chú ý vào rõ. Tam niệm bên ngoài sẽ không vào được. Số nhớ thật rõ. Niệm danh hiệu Phật này là tiếng thứ mấy trong 10 câu niệm? Hết sức rõ ràng, ranh mạch. Đếm xong 10 thì lại bắt đầu từ 1. 1 đến 10 cứ thế mà niệm. Đừng niệm 11, 12. Đếm nhiều hơn là chẳng thể nhiếp tâm. Cách đếm 10 danh hiệu Phật này nhiếp tâm cực kỳ. Nếu mới tập niệm 10 niệm có khó khăn, phía sau dễ quên mất số, tạp niệm xen vào. Có tạp niệm thì không tìm, phải niệm lại từ đầu. Dùng phương pháp này, chia làm 2 phần, 5 câu, 1, 2, 3, 4, 5. Phía sau thì 6, 7, 8, 9, 10. Cứ thế mà nhớ.
Mà nếu còn khó thì chia làm ba phần, ba, ba, bốn. Niệm 1, 2, 3, rồi 4, 5, 6, rồi 7, 8, 9, 10. Điểm như vậy thì hết sức rõ ràng, và tạp niệm không xen vào được. Hồ Tiểu Lâm dùng cách này niệm suốt 4 tháng, hết sức hiệu quả. Trước kia ông niệm luôn bị tạp niệm, giờ tạp niệm chẳng còn. Nhiếp tâm được thật rồi, mừng quá. Hồ cư sĩ học theo, niệm được 2-3 ngày bèn bảo tôi có hiệu quả thật. Trước kia cô ấy bị đau đầu do suy nghĩ dòng niệm quá nhiều, nên không bao giờ niệm tốt được. Giờ dùng phương pháp này thì ổn rồi. Đây là cách của Ấn Quang Đại Sư, và Ngài cũng đã thị hiện cho ta thấy. Hiện nay ta nghiệp chướng nặng nề, vọng niệm nhiều, sức dụ hoặc của hoàn cảnh xung quanh quá lớn, chắc chỉ còn phương pháp này hữu hiệu. Những cách khác đều khó, mọi người cứ thử xem sao. CD của Hồ Tiểu Lâm được Giáo dục Phật Đà Hiệp hội Hồng Kông phát hành. Đây là ức Phật niệm Phật. Bên dưới quy y giả, dị thân tâm quy hướng, y chỉ bất xả. Quy là quay đầu lại. Y là nương tựa. Những người trên tuổi trung niên đều cảm nhận sâu sắc. Đời người ngắn ngủi, biết nương tựa vào ai, dựa vào ai cũng không ổn, dựa vào chính mình lại càng không được. Chính mình chẳng có lòng tin. Đức Thế Tôn bảo ta chỉ có cách duy nhất là nương tựa Phật. Đức Thế Tôn bảo ta nương tựa Phật là nương tựa vào tự tánh Phật. Điều này nói ra rất trừu tượng. Tự tánh Phật ở đâu? Phẩm dưới đây có giải thích tường tận. Chúng ta không đạt được cảnh giới này thì ta nương tựa Phật A-di-đà. Đây cũng là điều Phật Thích Ca Mâu Ni dạy ta. Niệm niệm quy hướng A-di-đà Phật. Cả đời tôi chỉ có một phương hướng, một mục tiêu. Một phương hướng là thế giới Tây Phương Cực Lạc, một mục tiêu là thân cận Phật A-di-đà. Trước khi đến được đó thì kinh Vô Lượng Thọ chính là Phật A-di-đà. Đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ chính là thân cận Phật A-di-đà. Niệm Phật phải nhiếp tâm, đọc kinh cũng phải nhiếp tâm. Nếu quý vị không chuyên tâm thì khi đọc kinh cũng sẽ có tạp niệm. Căn tánh chúng sanh chẳng giống nhau. Chúng ta nhiếp tâm khi đọc kinh dễ hơn khi niệm Phật. Niệm Phật thì chỉ một câu danh hiệu Phật,
nên tạp niệm dễ xen vào quấy nhiễu. Nhưng khi đọc kinh hay tạp niệm thì sẽ đọc sai. Nên nhất định phải chuyên tâm. Dùng cách đọc kinh theo tôi rất tiện dụng, nhất là với những người tri thức. Năm xưa Đức Thế Tôn khi còn tại thế, rõ ràng độ chúng sinh là thành phần trí thức. 49 năm giảng kinh nói pháp, Ngài không xây một niệm Phật đường để mọi người cùng tu một chỗ, cũng chẳng tạo một thiền đường để tất cả cùng ngồi tham thiền. Chỉ có giảng đường. Cho nên thân tâm quy hướng, nương vào đó không buông. Chúng ta nương tựa Phật A-di-đà thì rất ổn. Cúng dường giả quyền tán viết, tiếng tài hành dĩ di cúng, hữu sở nhiếp tư di dường. Ở đây tách hai chữ cúng dường ra giải thích. Kính thưa chư vị đồng tu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng quý đạo hữu về những bài pháp ngữ vô cùng quý báu được cung lục từ các bài giảng lớn của Hòa Thượng Tịnh Không. Tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm. Cách nghe này chính là cách phản văn văn tự tánh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Tính nguyện trì danh, đơn giản chỉ là một câu A-di-đà Phật này. Phải thường niệm. Mọi lúc, mọi nơi, đừng gián đoạn. Tập niệm thầm, niệm trong lòng, nghe trong tâm. Đừng niệm nhanh. A Di Đà Phật. Tốc độ như vậy là được. Mỗi một chữ niệm cho thật rõ ràng, nghe cho thật rõ ràng. Nghe như thế nào? Tai phải nghe âm thanh bên trong, không mở miệng niệm. Niệm thầm có âm thanh, tai phải chăm chú nghe Phật hiệu bên trong, nghe cho rõ rõ ràng ràng. Niệm cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng. Quan trọng hơn bất cứ thứ gì, bạn có thể nghe rõ ràng từng chữ một thì sẽ không có vọng niệm xen vào. Nếu mà bạn không nghe thì liền có vọng tưởng, có tạp niệm, sẽ phá vỡ hết công phu niệm Phật của bạn đi. Vì thế nhất định phải nghe. Cách nghe này chính là phương pháp tu hành của Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm dùng nhĩ căn, phản văn văn tự tánh. Ngài chẳng phải nghe bên ngoài mà Ngài nghe từ bên trong. Quan Âm Bồ Tát tu pháp môn gì mà thành tựu vậy?
chắc hẳn cũng là tu, niệm A-di-đà Phật mà thành tựu đấy. Đại Thế Chí Bồ Tát là niệm A-di-đà Phật thành tựu. Vậy Quan Âm Bồ Tát cũng chẳng ngoại lệ đâu. Ngày nay chúng ta đem phương pháp của Quan Âm, Thế Chí hợp lại thành một, chính là cái phản văn của Quan Âm Bồ Tát. Chúng ta nghe cái gì? Chúng ta chỉ nghe A-di-đà-phật. Những thứ khác thì đừng có nghe. Cũng tức là những thứ khác đều đừng để trong lòng. Trong lòng chỉ để A-di-đà-phật. Những thứ ngoài A-di-đà-phật ra đều không để trong tâm. Có công việc tới, ta rất rõ ràng. Công việc làm xong rồi, coi như không có việc ấy nữa. Tuyệt đối chẳng để những chuyện ấy trong lòng, chỉ để A-di-đà Phật trong tâm mà thôi. Được vậy, bạn ở trên thế gian này, bất luận làm công việc gì, đều chẳng có chướng ngại. Lão Hòa Thượng Hải Hiền đã vì chúng ta biểu diễn trong sinh hoạt Phật hiệu không gián đoạn. Lúc ăn cơm không gián đoạn, khi mặc áo không gián đoạn, trong công việc không gián đoạn, bất kỳ làm việc trong các ngành nghề nào, trong lòng Phật hiệu không gián đoạn, công phu này là vô cùng đắc lực. Dăm ba năm thì công phu thành khối rồi. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tất phát Bồ Đề Tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Cẩn dịch Diệu Hạnh, diễn đọc Trí Lan. Thank you.